Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 23. Cô đừng đi, cô quay lại cho tôi. Kim Lũ Y đuổi theo mấy trăm mét vẫn không thấy được ai. Cô gái đầu trắng hoàn toàn biến mất, không chút tiếng động giống như là quỷ mị. Rốt cuộc cô ta là ai vậy? Kim Lũ Y nhìn ngọc bội mà cô gái kia đưa cho mình, chợt có dự cảm xấu, thậm chí không dám tiếp tục suy nghĩ. Lần trước cha nuôi Lý Úc Bạch từ U Châu quay lại kinh thành, có nói với cô là muốn đi ra ngoài giết một người, từ đó đến nay cô không liên lạc được với cha nuôi nữa. Cha nuôi, cha đừng xảy ra chuyện nha. Kim Lũ Y cực kỳ lo lắng nắm chặt ngọc bội của cha nuôi, nếu biết trước thì cô đã đi cùng cha nuôi rồi. Kim đại nhân, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Cô gái đầu trắng đi rồi, Từ Đồ Nhật Thăng nhanh chóng khôi phục bình thường rồi đuổi theo Kim Lũ Y. Chẳng lẽ là có yêu vật? Kim Lũ Y lắc đầu, có một người kỳ lạ. Lúc này, Kim Lũ Y chợt nhớ lại khoảnh khắc cô gái đờ trắng xuất hiện, thời gian xung quanh dường như yên lặng. Chỉ có một mình là không hề bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ là vì có ngọc bội của cha nuôi? Kim Lũ Y xòe lòng bàn tay ra, nhìn ngọc bội trong lòng bàn tay mình. Trùng hợp là trên ngọc bội có khắc một con giải trĩ. Lộc cộc. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Kim Lũ Y và Từ Đồ Nhật Thăng đang tò mò không biết là ai cưỡi ngựa lúc ban ngày ban mặt ở đây. Bọn họ nhìn qua thì thấy là Diệp Lâm đang cưỡi ngựa Hãn Huyết chạy nhanh như bay về phía bọn họ. Là Diệp sở trưởng, Từ Đồ Nhật Thăng vội vàng phất tay, khen ngợi, không hổ là ngựa Hãn Huyết, tốc độ nhanh đến mức có thể so được với máy bay. Chỉ có Kim Lũ Y là mới bị người giả làm người quen nên có thêm vài phần cẩn thận đối với người xung quanh mình. Hừm, anh ta là thật. Kim Lũ Y nhìn kỹ một lát, trực giác nói cho cô biết người đến không phải là cô gái đồ trắng vừa rồi, hừ, mới vừa được một con ngựa Hãn Huyết là đi chạy khắp nơi khoe khoang rồi. Người đâu rồi? Lúc này, Diệp Lâm cũng chạy lại gần. Hơi thở Địa Tạng Vương biến mất ngay đây. Hóa ra là lúc nãy Diệp Lâm cưỡi ngựa được nửa đường thì đột nhiên cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc xuất hiện ở gần đây, và đó là lực lượng dao động của Địa Tạng. Vậy nên Diệp Lâm lập tức quay ngựa chạy về phía bên này. Kết quả vẫn là chậm một bước. Người nào, Từ Đồ Nhật Thăng tò mò hỏi, ở đây chỉ có tôi và Kim Đại Nhân thôi. Hai người có thấy một cô gái mặc đồ trắng không? Diệp Lâm hỏi. Anh quen cô ta hả? Kim Lũ Y giật mình, cô ta là ai vậy? Là một sát thủ, Diệp Lâm hỏi tiếp, cô nhìn thấy cô ta. Đúng vậy, cô ta còn cho tôi một thứ nữa sau đó, Kim Lũ Y kể lại đại khái chuyện vừa mới xảy ra cho Diệp Lâm nghe. Có điều... Kim Lũ Y giấu đi chuyện cha nuôi đưa ngọc bội cho mình. Từ Đồ Nhật Thăng nghe vậy thì ngạc nhiên nói, vừa rồi xảy ra nhiều chuyện vậy sao? Sao tôi lại không biết vậy? Kim Lũ Y nhớ lại tình cảnh ban nãy, cô ta rất kỳ lạ, vừa xuất hiện là xung quanh dường như đứng yên. Nói đến đây, Kim Lũ Y chợt nhớ lại lời giới thiệu vừa rồi của Diệp Lâm, thảo nào là sát thủ. Cô ta chủ động đi tìm cô hả? Diệp Lâm có chút không hiểu ra sao. Không biết Địa Tạng Vương muốn làm gì, có nói gì không? Cô ta nói cuối tháng gặp lại, Kim Lũ Y nhíu mày, chỉ mong vĩnh viễn đừng gặp lại cô ta. Cuối tháng, Diệp Lâm nghĩ đến đại hội toàn quân, cô ta cũng muốn tới gây chuyện hả? Nếu đã vậy thì Diệp Lâm sẽ chờ đến cuối tháng rồi giải quyết một lần cuối cùng với cô ta. Sau đó, Diệp Lâm đổi đề tài, hỏi, vụ án thế nào rồi? Có manh mối chưa? Từ Đồ Nhật Thăng cười nói, đã phá án rồi. Mau vậy sao? Diệp Lâm giật mình, không ngờ hiệu suất làm việc của hai người lại cao như vậy. Ha ha, Từ Đồ Nhật Thăng tiếp tục cười nói, ít nhiều là do Kim Đại Nhân xử án như thần. Quả nhiên mọi thứ đều giống như lời nói của Kim Đại Nhân, người đàn ông kia nói dối. Ông ta và tình nhân giết hại vợ mình rồi định đổ tội cho yêu tà. Một chút mưu mô nhỏ sao có thể giấu được đôi mắt sáng suốt của Kim Đại Nhân. Từ Đồ Nhật Thăng kể lại toàn bộ quá trình phá án. Ở trong lời kể của ông ta, Kim Lũ Y giống như là thần thám, suy đoán như thăn, đúng sai chính xác. Ngay cả Diệp Lâm cũng xem trọng Kim Lũ Y thêm vài phần sau khi nghe xong. Không ngờ Kim Lũ Y còn có loại năng lực này nữa. Làm tốt lắm, Diệp Lâm không tiếc lời khen ngợi, nể tình cô phá án có công, sau này cứ ở lại sở trấn yêu đi, làm cho tốt để lập công chuộc tội. Diệp Lâm vốn định ngày mai sẽ đổi việc Kim Lũ Y. Bởi vì hai người không ưa nhau. Làm chung với nhau sẽ gây ra mâu thuẫn lớn hơn nữa. Nào ngờ hôm nay sở trấn yêu mới mở cửa một ngày mà cô đã điều tra ra một vụ án,
xem như là có công, nếu còn đuổi cô đi thì có khi sẽ bị người ta mượn cớ gây chuyện. Vậy nên Diệp Lâm quyết định cho Kim Lũ Y thêm một cơ hội để sửa sai, nếu cô đồng ý thì có thể tiếp tục ở lại Sở Trấn Yêu để làm việc. Dứt lời, Diệp Lâm nằm dây cương định đi. Diệp Lâm. Lúc này, Kim Lũ Y đột nhiên gọi Diệp Lâm lại. Có chuyện gì nữa hả? Diệp Lâm quay đầu hỏi. Kim Lũ Y nghiêm túc hỏi, tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh phải trả lời thật với tôi. Cái chết của mẹ tôi và vụ tai nạn xe kia có liên quan đến anh không, hay là có một kẻ khác đứng sau màn toan tính? Diệp Lâm hơi khựng lại, nói, tôi nói rồi, tôi bị oan, vụ tai nạn xe kia không liên quan đến tôi. Có điều không bao lâu nữa là tôi có thể rửa oan rồi, bởi vì ba bộ đã hứa với tôi là điều tra lại vụ án, cuối tháng sẽ cho tôi một câu trả lời. Dứt lời, mặc kệ Kim Lũ Y tin hay không tin, Diệp Lâm dứt khoát cưỡi ngựa chạy đi. Kim đại nhân, trực giác của cô rất chính xác, có thể biết một người nói dối hay không, đúng không? Tư, đồ Nhật Thăng tốt tính nhắc nhở, cô xem khi nãy Diệp sở trưởng có nói dối hay không? Kim Lũ Y đột nhiên gọi hỏi Diệp Lâm chính là vì trực giác của mình. Hôm nay, dù là đối mặt với người báo án nói dối hay là sát thủ ngụy trang, Kim Lũ Y đều có thể nhìn một cái là nhìn thấu bọn họ. Nhưng mà vừa rồi, lúc Diệp Lâm nói chuyện, ánh mắt trong veo, giọng điệu vang dội, cả người tràn đầy khí thế chính trực. Chắc là không nói dối. Kim Lũ Y có chút không thể tin nổi, lắc đầu nói, ít nhất là cái trực giác linh nghiệm kia của tôi không cảm ứng được nói dối. Kim Lũ Y nghi ngờ, chẳng lẽ là mình luôn đổ oan cho anh ta? Được rồi, nếu ba bộ đã điều tra lại vụ án thì tôi sẽ chờ đến kết quả cuối cùng. Kim Lũ Y nắm chặt ngọc bội, thầm nghĩ. Nếu đến cuối tháng mà ba bộ vẫn phán là anh có tội thì tôi sẽ không tha cho anh. Sau khi tách ra khỏi Kim Lũ Y và Tư Đồ Nhật Thăng, Diệp Lâm cưỡi ngựa chạy nhanh lại chỗ gần một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô. Diệp Lâm xuống ngựa, không có buộc dây ngựa, để ngựa đi dạo vòng vòng, dù sao thì ngựa cũng rất có linh tính, sẽ không chạy mất. Sau đó, anh bước đi vào xưởng. Sư phụ, sao anh đến nhanh quá vậy? Hoa Quốc, Đống thấy Diệp Lâm đột nhiên xuất hiện thì giật mình hỏi. Anh đến từ Sở Trấn Yêu cơ mà. Tính tính đường đi, cho dù đi thẳng một đường, không đợi đèn đỏ, cũng phải tốn mấy tiếng đồng hồ. Hoa Quốc Đống nhìn lại lịch sử cuộc gọi, phát hiện Diệp Lâm chỉ dùng hơn một tiếng đồng hồ đã đi ra khỏi thành và tới bên đây. Sư phụ, chẳng lẽ anh bay đến đây hay sao? Hoa Quốc Đống cảm thấy khó tin nổi, thảo nào anh bảo tôi đừng đi đón anh. Anh tới nhanh quá đi. Diệp Lâm cười cười tồi nhìn quanh một vòng, đây là xưởng mà anh tìm đó hả? Đúng vậy, Hoa Quốc Đống giới thiệu đại khái. Đây từng là một xưởng thuốc, có điều hiện giờ đã phá sản, xưởng thuốc bị bỏ hoang. Tôi sai người quét dọn sạch sẽ, trông cũng không tệ lắm, lại thêm kho hàng to rộng, còn có thể giữ lạnh, cất mấy trăm nghìn viên đan dược là không thành vấn đề. Diệp Lâm tham quan một vòng, khá là vừa lòng, chọn nơi này đi. Anh quyết định coi nơi này như là xưởng sản xuất đan dược cuối cùng. Đương nhiên. Nơi này khác với các bước sản xuất khác, nơi này cần phải bày trận, dùng thuốc dẫn tạo ra dược hiệu của đan dược. Chia lô đan dược mới vận chuyển tới thành 3 phần. Diệp Lâm chỉ huy Hoa Quốc Đống sắp xếp đan dược gọn gàng ngay ngắn, chia ra đặt ở các khu vực khác nhau. Sư phụ, tiếp theo phải làm thế nào? Hoa Quốc Đống một mình bận trước bận sau cả buổi mới xếp 100.000 đan dược đúng vị trí mà Diệp Lâm dặn dò. Ai ra, một chết tôi. Nếu biết trước thì đã gọi đám bàng thiếu tới giúp đỡ rồi. Trong lúc Hoa Quốc Đống bận rộn, Diệp Lâm cũng không có rảnh rỗi. Anh bày một pháp trận tụ linh loại nhỏ ở gần khu vực thứ nhất, sau đó để các thuốc dẫn vào bên trong pháp trận. Đợi đến khi Hoa Quốc Đống xếp xong hết 30.000 viên đan dược, Diệp Lâm hét một tiếng, khởi trận. Ngay sau đó, dường như có một luồng linh lực vô hình bao phủ lên khu vực thứ nhất. Hoa Quốc Đống đứng bên trong thậm chí cảm thấy mát lạnh. Cực kỳ sảng khoái. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Sao tôi cứ cảm thấy hoàn cảnh ở đây thay đổi rồi? Diệp Lâm giải thích, tôi bày một pháp trận loại nhỏ ở đây, để đan dược chưa có dược hiệu vào bên trong, chờ 3 ngày nữa là sẽ có hiệu quả điều trị cơ bản nhất, ví dụ như là chữa cảm mạo phát sốt, ho khan giảm đau. Sau đó, Diệp Lâm làm tương tự với một khu vực khác, bày một pháp trận loại vừa với thuốc dẫn đậm hơn. Chờ thêm 7 ngày nữa. Đan dược trong pháp trận loại vừa sẽ có dược hiệu, chỉ cần uống một lần là có thể chữa tận gốc các chứng bệnh mãn tính. Cuối cùng, Diệp Lâm căn bày một pháp trận loại to, phải để đan dược trong pháp trận một tháng mới có thể thành thần dược bao trị bách bệnh,
thậm chí có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có điều, loại pháp trận này cần thuốc dẫn cực kỳ chân quý, hiện giờ Diệp Lâm chưa gom đủ thuốc dẫn cho loại pháp trận này. Ai ra, tiếc là thiếu vài thuốc dẫn mấu chốt. Nếu đám người chợ đen có thể kịp thời đưa tới dược liệu quý báu theo danh sách mà anh đưa thì đủ dùng rồi. Xem ra hôm nào rảnh phải đi Đông Hải tìm Hoàng Kim Bưu đòi nợ mới được. Hứa đưa cho tôi mà không đưa đúng thời gian đã hứa, làm lỡ chuyện của tôi sẽ khiến anh ta trả giá gấp 10 lần. Lúc này, nhìn Diệp Lâm đi vòng vòng bày trận, cái loại luyện dược kỳ lạ này khiến Hoa Quốc Đống cảm thấy rất bất ngờ. Sư phụ, chỉ cần để đan dược bên trong là được à? Không cần phải làm gì nữa hết. Diệp Lâm gật đầu nói, đúng vậy, anh chỉ cần gọi vài người canh chừng là được rồi. Một khu vực 3 ngày là thành công, một khu vực là 7 ngày thành công, còn một khu vực nữa đang thiếu dược liệu, tạm thời chưa làm được. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống cảm thán trong lòng, thảo nào sư phụ không sợ người ngoài trộm đan dược hoặc là đơn thuốc, cái loại luyện dược này người ngoài muốn học cũng học không được. À phải rồi, tôi bảo anh liên hệ với bệnh viện, chuyện thế nào rồi? Diệp Lâm hỏi, bệnh viện đồng ý hợp tác với chúng ta không? Hoa Quốc Đống trả lời. Tôi vừa về đã đi đến các bệnh viện lớn nói chuyện, ngoài bệnh viện Nhân dân 1 và bệnh viện Trung y ra, thì đa số các bệnh viện đang không tin tưởng chúng ta. Bọn họ muốn xem báo cáo thử nghiệm lâm sàng. Giai đoạn 3, tôi không hiểu về y dược, bọn họ hỏi gì tôi cũng không biết. Ai ra, tuy rằng tôi biết dược của sư phụ có thể chữa mọi chứng bệnh, nhưng mà rất khó thuyết phục người ngoài nếu không có bằng chứng. Diệp Lâm gật đầu, ừ, chuyện này không kéo được nữa, anh giúp tôi hẹn viện trưởng của các bệnh viện. Tôi tự mình đi đàm phán với bọn họ. Sư phụ định tự mình ra mặt hả? Hoa Quốc Đống vui vẻ hỏi. Anh ta vốn đang buồn rầu vì chuyện này, cảm giác hơi khó làm. Đối mặt với đám bác sĩ chuyên nghiệp, anh ta giống như là kẻ lừa đảo vậy. Nếu không có thân phận nha nội của mình thì chắc là đã bị bệnh viện đuổi đi rồi. Bây giờ sư phụ tự mình đi, Hoa Quốc Đống không cần phải tiếp tục lo lắng nữa. Tôi sẽ lập tức liên hệ với viện trưởng của 3 bệnh viện lớn. Vì nể mặt Phủ Thuận Thiên, bọn họ dù có bận rộn cũng sẽ tranh thủ thời gian đến gặp chúng ta. Sư phụ cho tôi 3 ngày, tôi sẽ sắp xếp xong mọi chuyện. Diệp Lâm gật đầu, ừ, anh coi phái người canh ở đây, tôi đi về trước. Vâng, sư phụ đi đi. Hoa Quốc Đống đưa Diệp Lâm ra ngoài sưởng. Lúc thấy con ngựa hãn huyết, Hoa Quốc Đống giật nảy mình, ngựa hãn huyết hả? Thảo nào sư phụ đến nhanh như vậy, hóa ra là cưỡi ngựa đến đây. Diệp Lâm lên ngựa, phất tay, được rồi, tôi đi đây. Dứt lời, Diệp Lâm cưỡi ngựa lao ra ngoài, nhanh như là tia chớp. Không ngờ kỹ thuật cưỡi ngựa của sư phụ cũng ghê gớm như vậy. Hoa Quốc Đống phất tay, từ từ thôi, cẩn thận an toàn. Diệp Lâm giục ngựa bay nhanh, xem như là trải nghiệm được cảm giác cưỡi ngựa ngầm hoa. Anh chạy như bay, có loại cảm giác xuyên qua tăng mây, chớp nhoáng lượn lờ. Anh đang ở vùng ngoại ô, dân cư thưa thớt. Có thể thỏa thích dục ngựa hãn huyết, chạy thẳng như điên, không phải kiêng dè. Rất nhanh sau đó, Diệp Lâm để ý thấy ngựa chạy lâu rồi, bắt đầu toát mồ hôi màu đỏ như máu giống lời đồn, khiến cho vẻ ngoài của ngựa càng thêm tươi đẹp. Ngựa đổ mồ hôi như máu là nguồn gốc của cái tên ngựa hãn huyết. Lộc cộc, Diệp Lâm cưỡi ngựa được một lát thì đột nhiên nghe có tiếng ngựa chạy lại gần, cách mình càng lúc càng gần. Ơ, là một con ngựa hãn huyết. Một con ngựa màu nâu lao ra khỏi rừng cây. Trên lưng ngựa là một thiếu nữ tuổi trẻ quần áo xa xỉ. Thiếu nữ cưỡi ngựa lại gần, dạo một vòng xung quanh Diệp Lâm, đôi mắt nhìn chăm chằm ngựa hãn huyết, khen liên tục, đúng là đổ mồ hôi như máu, là hãn huyết thật nha. Thấy đối phương ngắm được một lát rồi, Diệp Lâm quay đầu ngựa lại, nói, xem đủ chưa? Tôi phải đi rồi. Đứng lại, thiếu nữ quát nhỏ, bổn tiểu thư còn chưa xem đủ đâu. Ai cho anh đi hả? Tôi không quan tâm cô xem đủ hay không. Diệp Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu thích thì tự mình đi mua một con đi. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, nói, tôi đương nhiên là mua rồi, chỉ là ngựa hãn huyết thun chủng số lượng có hạn, phải đợi sang năm mới đến lượt tôi mua. Người buôn ngựa vì đầu cơ trục lợi, gần như biến ngựa hãn huyết thành hàng giới hạn, giống như là siêu xe phiên bản giới hạn hãng năm vậy, mỗi năm chỉ cho sinh đề và nuôi dưỡng theo số lượng nhất định, có tiền cũng chưa chắc mua được. Tôi sẽ trả tiền. Thiếu nữ cưỡi ngựa theo, nói anh để tôi cưỡi một lát đi. Không thích, Diệp Lâm không thiếu tiền, anh không thích người khác dùng đồ vật của mình. Dứt lời,
Diệp Lâm giục ngựa chạy nhanh, định bỏ lại thiếu nữ. Đứng lại, thiếu nữ vội vàng hét lên, anh không, hỏi tôi sẽ trả bao nhiêu tiền sao? Trả bao nhiêu cũng không thích Diệp Lâm muốn chạy nhanh khỏi đây. Phía đối diện đột nhiên có vài chiếc xe máy chạy lại chỗ Diệp Lâm. Tiểu thư nhà tao thích ngựa của mày là vinh hạnh của mày. Còn không mau đưa ngựa cho tiểu thư nhà tao cưỡi. Hừ, mày là cái thá gì mà xứng cưỡi ngựa hãn huyết. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Lúc Diệp Lâm đang đánh với đám người hầu đoạt ngựa với mình thì thiếu nữ kia cũng giục ngựa chạy theo đánh lén từ phía sau. Roi ngựa vung ra đánh lên lưng Diệp Lâm. Với Diệp Lâm mà nói, cái loại tấn công này ngay cả gãi ngứa cũng không bằng. Dù vậy, Diệp Lâm vẫn chờ tay túm roi ngựa, sau đó kéo mạnh qua, đoạt luôn roi ngựa. A, thiếu nữ hô lên một tiếng, theo quán tính mà rơi xuống ngựa, ngã mạnh xuống đất. Diệp Lâm quay đầu ngựa lại, không hề thương hoa tiếc ngọc, hừ lạnh một tiếng, nói, cô để người hầu đi đoạt đồ của người khác, còn dám tự mình ra tay đánh lén. Dứt lời, Diệp Lâm vung roi ngựa lên quất mạnh xuống một cái. A, thiếu nữ la hét thảm thiết, thân thể run rẩy, lăn lộn trên mặt đất, cực kỳ chật vật. Diệp Lâm quất liên tiếp vài cái để răn đe. Nể tình cô còn trẻ người non dạ, tôi không so đo với cô, hy vọng cô tự mình giải quyết cho tốt. Dứt lời, Diệp Lâm ném roi ngựa, nghênh ngang, cưỡi ngựa đi. Đại tiểu thư, cô không sao chứ? Ây ra, thằng nhãi kia ra tay tàn nhẫn thật đấy. Thiếu nữ được đỡ dậy, đôi mắt rưng rưng, vừa thẹn vừa giận. Đại tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, lúc nào cũng là cô ta ức hiếp người khác, có khi nào bị người ta ức hiếp đâu chứ? Tôi chỉ đoạt một con ngựa của anh ta thôi mà, anh ta dám đánh tôi. Hu hu. Thiếu nữ lấy điện thoại ra gọi điện cho anh cả, anh ơi, có một tên nhãi danh ức hiếp em. Cái gì, anh cả ở đầu bên kia điện thoại vừa nghe vậy thì nổi giận, lúc nào cũng là chúng ta ức hiếp người khác, khi nào đến lượt người khác leo lên đầu chúng ta. Là tên mắt mù nào vậy, con cháu nhà quan dưới nhất phẩm nhà ta muốn đánh thì đánh. Còn nếu là con cháu nhà quan nhất phẩm trở lên. Em chuẩn bị đi xin lỗi người ta đi. Nói như vậy là vì nhà họ Dương bọn họ có người làm quan nhị phẩm, đó là ông nội bọn họ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao Dương Sĩ Tuấn. Hai anh trò chuyện là cháu trai trưởng Dương Đông và cháu gái út Dương Thiến của Dương Sĩ Tuấn. Hai anh em ỷ vào việc ông nội và cha đều làm ở Bộ Văn hóa và Ngoại giao, gia thế hiển hách, luôn luôn kiêu căng ngạo mạn, làm bậy làm bạ. Cháu gái Dương Thiến có tính công chúa thôi còn đỡ. Anh cả của cô ta nổi tiếng là bá vương ở Yến Kinh. Lúc trẻ, anh ta rất thích đánh đấm tàn nhẫn, bị đưa đi quân Lương Châu rèn luyện, kết quả là vì nhiều lần vi phạm quy định quân đội, bị đuổi về nhà, từ đây hoành hành Yến Kinh, không ai dám chọc. Tuy rằng Yến Kinh đi đâu cũng có quan lại, nhưng mà em biết đa số người Dương Thiến nói, thằng nhãi kia lạ lắm, vừa nhìn là biết dân chúng bình thường. Người bình thường là tốt rồi. Dương Đông cười nói, tên gì? Ở đâu? Anh lập tức dẫn người đi đánh anh ta một trận. Anh ta đánh xong thì cưỡi ngựa đi rồi. Em chưa kịp hỏi, Dương Thiến buồn bực nói, có điều anh ta cưỡi ngựa hãn huyết, khá là nổi bật, chắc là dễ tìm thấy lắm. Cái gì? Ngựa hãn huyết? Người bình thường không thể có ngựa hãn huyết được, loại ngựa này là một loại tượng trưng cho thân phận. Ví dụ như hai anh em bọn họ đều chưa từng cưỡi ngựa hãn huyết. Em không nhầm đấy chứ? Dương Đông giật mình. Nếu cưỡi ngựa hãn huyết thì sao có thể là người thường? Không lắm đâu, em lại gần quan sát, con ngựa kia chảy mồ hôi màu máu, là ngựa hãn huyết thuần chủng. Dương Thiến vừa nói vừa nhớ lại khuôn mặt Diệp Lâm, thắng nhãi kia lạ mặt lầm, chắc chắn là không thuộc đám con cháu nhà quan tam phẩm trở lên. Dương Đông nói, chủ nhân của ngựa hãn huyết đều có tên trong danh sách sở hữu, rất dễ dàng điều tra ra được, có khi thằng nhãi kia là kẻ trộm ngựa. Đúng rồi. Em trông anh ta không giống như người tốt, thảo nào không dám để em chạm vào ngựa của anh ta, hóa ra là kẻ trộm ngựa. Dương Thiến cảm thấy suy đoán của anh cả rất hợp lý. Ha ha, nếu anh ta thật sự là kẻ trộm ngựa, chúng ta bắt được anh ta, có đánh chết bên đường cũng được. Dương Đông nói, để anh đi điều tra, nếu danh sách sở hữu ngựa hãn huyết không có anh ta thì anh ta chính là kẻ trộm ngựa. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Dương Thiến đau đớn rên rỉ, cả người rất là đau. Nhất là mấy roi quất trúng mông, khiến cô ta khó mà nói ra được. Không biết có để lại sẹo hay không? Dương Thiến thẹn quá hóa giận, nếu để lại sẹo thì sau này làm sao gả chồng được nữa, ai biết người ta có tưởng mình có đam mê kia không? Bọn mày, một đám vô dụng, sau đó, Dương Thiến xả giận lên đám người hầu,
Cầm roi quất liên tục, nuôi bọn mày có tác dụng gì? Ngay cả một tên nhãi danh cũng không đánh lại được. Bọn người hầu chạy tán loạn. Lộc cộc. Lúc này, lại có tiếng vó ngựa truyền đến từ xa. Thiến Thiến, có chuyện gì mà nổi nóng quá vậy? Đám người hầu đắc tội cậu hả? Người nói chuyện là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi cưỡi ngựa trắng. Mộng Kỳ, sao bây giờ cậu mới đến hả? Lúc nãy tớ bị người ta ức hiếp hu hu. Dương Thiến khóc lóc với bản thân. Người tới chính là cháu gái Khổng Mộng Kỳ của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Hai nhà là thế giao, hai đứa con gái tuổi tác tương đương, trở thành bạn thân với nhau. Hôm nay hai người hẹn nhau ra đây cưỡi ngựa chơi đùa. Ha ha, tớ không nghe lầm đấy chứ. Khổng Mộng Kỳ vui sướng khi người gặp họa, bình thường đều là cậu ức hiếp người khác, chứ ai dám ức hiếp Dương đại tiểu thư nhà ta cơ chứ. Cậu còn cười nữa, Dương Thiến giận dữ, bắt đầu bóc vết sẹo của bản thân, cười khẩy nói, tớ nghe nói cậu vừa về nước là chơi trò vứt tú cầu trọn rể, nổi bật khắp thành luôn nha. Ây da, nếu biết trước thì tớ đã bảo anh trai tớ đi đoạt tú cầu, cưới cậu về nhà làm chị dâu tớ rồi. Khổng Mộng Kỳ cười nói, anh trai cậu thì thôi đi, tớ không có phúc nhận đâu. Có điều lần vứt tú cầu này khá tốt, tớ chọn được một người chồng như ý. Dứt lời, trong đầu Khổng Mộng Kỳ lại hiện lên khí chất hơn người của Diệp Lâm ngày ấy, anh đứng trong đám đông, lại cực kỳ nổi bật. Vậy hả, may mắn vậy hả, Dương Thiến tò mò hỏi, là công tử nhà ai vậy? Tớ không biết nữa, Khổng Mộng Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu nói, anh ấy nhận tú cầu xong rồi quay người bỏ đi luôn. Có điều, tớ tin rằng có duyên sẽ gặp lại, thế nào cũng gặp lại nhau thôi. Dương Thiến hâm mộ mà thở dài, cậu vừa về nước là gặp được người chồng như ý. Không giống với tớ, hôm nay gặp được một tên trộm ngựa, còn ăn một trận roi nữa, tức chết tớ rồi. Tên khốn kiếp kia, anh chờ đấy cho tôi, đừng rơi vào trong tay tôi, nếu tôi không đánh cho anh ra chóc thịt bong thì tôi sẽ cùng họ với anh. Khổng Mộng Kỳ vội vàng khuyên nhủ, được rồi, đừng nóng giận nữa, sớm muộn gì quan phủ cũng bắt được anh ta thị. À phải tôi, cuối tuần này là đại thọ 60 của ông nội tớ, cậu nhớ tới nha. Dương Thiến nói, cậu yên tâm đi, nhà họ Dương tớ chắc chắn sẽ đi dự đại thọ của ông Khổng. Bên kia, Diệp Lâm cưỡi ngựa về nhà họ Diệp, định xử lý vài chuyện gia đình. Nào ngờ anh vừa bước vào cửa thì Diệp Trường Ý cùng tộc vội vàng đến báo tin. Anh ta là người khá xuất sắc trong lứa trẻ tuổi lúc Diệp Lâm đi, Diệp Lâm đã giao hết mọi chuyện lớn nhỏ trong tộc cho anh ta xử lý. Gia chủ, không xong rồi, lão gia chủ lại về rồi. Diệp Lâm không hiểu ra sao, ông nội tôi về nhà. Ông ta về nhà thì sao chứ? Về nhà để dọn đồ đạc đi hay là cầu xin tôi quay lại gia tộc? Diệp Trường Ý nói, đều không phải. Lần này lão gia chủ trở về để đoạt quyền. Cái gì? Diệp Lâm khinh thường cười lạnh, ông ta như là chó nhà có tang, lấy cái gì đi đấu với tôi, rồi dựa vào cái gì để đoạt quyền. Còn nữa, ai cho ông ta vào nhà? Lúc tôi không ở tôi giao nhà họ Diệp cho cậu, cậu làm việc như vậy đó hả? Diệp Trường Ý vội vàng cúi đầu nhận sai, là tôi vô dụng. Có điều lần này, lão gia chủ còn dẫn theo một người bà con xa về nữa. Ông ta mới vừa thi đỗ công danh, có chức quan trong người, chúng tôi không dám ngăn cản. Hả, Diệp Lâm nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, không biết ông nội đi tìm cứu binh ở đâu ra nữa. Muốn tìm một người làm quan để áp chế mình hả? Toàn bộ Diệp phủ đều răng đèn kết hoa, không khí vui tươi tưng bừng, giống như là chào mừng nhân vật lớn nào đó vậy. Lúc bước vào cửa, Diệp Lâm còn tưởng là chào mừng mình, bây giờ xem ra là chào mừng người khác. Rốt cuộc chuyện là sao vậy? Cậu nói kỹ cho tôi nghe xem. Diệp Lâm vừa đi vào đại sảnh vừa nghe Diệp Trường Ý kể lại mọi chuyện. Hóa ra là vì để quay về gia tộc cầm quyền, ông cụ Diệp không biết nhận thân chỗ nào mà nhận được một người họ Diệp thi đỗ tiến sĩ tam giáp, sau đó dẫn vẽ gia tộc. Bởi vì trên dưới nhà họ Diệp gần trăm năm qua chưa từng có người làm quan, cho nên đây là một điều tiếc nuối với nhà họ Diệp. Bây giờ mời về nhà một vị tiến sĩ, lại còn nằm trong tam giáp. Chỉ đứng sau Trạng Nguyên thám hoa nhà nào có người đỗ tam giáp, xem như là làm rạng rỡ tổ tiên. Cả nhà họ Diệp đều vì chuyện này mà cảm thấy vinh hạnh. Ông cụ Diệp tính toán đề cử ông ta làm gia chủ. Nói cho cùng, người ta xuất thân tiến sĩ, còn có chức quan trong người, dù là danh nghĩa cũng đủ để gia tộc có mặt mũi. Lại thêm dạo này ông cụ Diệp mới được một số tiền đầu tư khổng lồ từ nước ngoài, lắc mình biến thành người đại diện cho quỹ đầu tư nước ngoài. Nhờ đó giành được sự ủng hộ của đám trưởng lão trong tộc.
Bây giờ bọn họ muốn tiền có tiền, muốn người có người, chỉ cần mở cuộc họp gia tộc là có thể phế truất gia chủ đương nhiệm, đề cử người kia làm gia chủ mới. Ông cụ Diệp biết Diệp Lâm rất lợi hại, giỏi đánh nhau, thậm chí giết người như ma. Nhưng dù Diệp Lâm có lợi hại hơn nữa cũng không dám giết mệnh quan triều đình. Ông cụ Diệp nắm trong tay một con chủ bài, tự cho rằng mình thành công một nửa rồi. Ông ta tên là Diệp Phạm, theo lời lão gia chủ thì ông ta là bà con xa của nhà họ Diệp chúng ta, quê quán ở bên Lương Châu. Ông ta già rồi, gần 60 tuổi rồi, lão gia chủ gọi ông ta là em họ. Thì suốt cuộc đời, sắp đến 60 tuổi mới đỗ tiến sĩ, xem như là có cố gắng. Diệp Lâm chợt nhớ đến chuyện tất cả thí sinh thi đỗ năm nay đều bị điều tới sở trấn yêu rèn luyện, nhưng lại không có tiến sĩ tam giáp thám hoa. Diệp Lâm còn thắc mắc tại sao thám hoa không đến sở trấn yêu báo tin. Bây giờ thì anh hiểu rồi, hóa ra là một vị lão thám hoa, sắp về hưu đến nơi rồi, ai dám điều ông ta đến một nơi nguy hiểm như sở trấn yêu. Có lẽ lần này lão gia chủ đề cử Diệp Phạm làm gia chủ là giả, chủ yếu là vì dựng một con rối để dễ làm việc. Diệp Trường Ý bất đắc dĩ nói, hiện giờ đa số trưởng lão trong tộc đều nghiêng về phía lão gia chủ. Gia chủ, lát nữa anh phải cẩn thận nhé. Nghe vậy, Diệp Lâm không chút để ý cười cười, chỉ là một tên tiến sĩ thôi mà cả nhà họ Diệp đều hí ha hí hửng, đúng là chưa hiểu việc đời, tôi cảm thấy mất mặt thay các người luôn đấy. Diệp Trường Ý cười khổ nói, ai ra, nói cho cùng đều là do trong gia tộc chúng ta không ai có năng lực thi đỗ công danh, nhiều lắm chỉ thi đỗ đại học thôi, lên trên nữa là không có. Ai nói chỉ thi đỗ mới có công danh? Diệp Lâm nói, chỉ cần có bản lĩnh là công danh như nằm trong lòng bàn tay. Diệp Trường Ý không hiểu ra sao, anh ta thầm nghĩ làm sao mà như nằm trong lòng bàn tay được. Chưa từng nghe, anh ta không biết rằng ngay cả Trạng Nguyên năm nay cũng phải làm việc dưới trướng Diệp Lâm, huống chỉ là một tên thám hoa. Dám đoạt chức vị gia chủ hả? Trong lúc nói chuyện, hai người đã bước vào trong đại sảnh nhà họ Diệp. Lúc này, trong đại sảnh đều là tộc nhân nhà họ Diệp, có thể nói là khách quý chật nhà, cực kỳ náo nhiệt. Ngồi trên cùng là hai người. Một người ngõ trái, một người ngồi phải. Một người là gia chủ thế hệ trước và là ông nội của Diệp Lâm. Một người là một ông cụ đầu bạc râu dài, mặc đồ đường, đeo mắt kính, có loại phong thái học giả. Thấy Diệp Lâm bước vào, bầu không khí lập tức thay đổi, trở nên yên tĩnh kèm theo căng thẳng. Chỉ có ông cụ Diệp là cực kỳ thong dong bình tĩnh. Thấy Diệp Lâm, ông ta xem như không có chuyện gì, vẫy tay gọi Diệp Lâm, Lâm Nhi, mau tới đây chào ông chú của cháu. Ông chú trong lời ông cụ Diệp chính là Diệp Phạm. Nghe vậy, bầu không khí ở hiện trường lại thay đổi, trở nên yên tĩnh hơn nữa. Hiển nhiên là ông cụ Diệp đang thể hiện uy nghiêm gia chủ của mình với cháu trai. Nói đến cùng, dù anh có lợi hại hơn nữa thì anh cũng chỉ là gia chủ nhà họ Diệp, là một người bình thường, sao có thể đi so được với ông chú bà con xa đang làm quan trong triều. Chỉ cần Diệp Lâm khom người chào hỏi Diệp Phạm trước mặt mọi người, thể hiện ra sự chênh lệch về thân phận và địa vị của hai người, thì uy nghiêm trong tộc của Diệp Lâm sẽ rơi xuống đáy cốc. Đồng thời có thể khiến cho người nhà họ Diệp nhận ra hiện thực, ai mới có tư cách trở thành gia chủ một nhà. Gia chủ, Trường Ý đứng bên cạnh toát mồ hôi lạnh thay cho Diệp Lâm, không biết Diệp Lâm sẽ giải quyết nguy cơ trước mắt như thế nào. Anh ta rất là sốt ruột, muốn làm gì đó thay cho Diệp Lâm. Nhưng dù sao Diệp Phạm cũng là mệnh quan triều đình, anh ta có chút nhát gan. Không dám nói năng lung tung. Ân chứ, Diệp Lâm cười lạnh, tôi không biết mình có thêm một ông chú từ lúc nào nữa. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Lâm, ông cụ Diệp vẫn cứ bình tĩnh, trả lời, là bà con xa, tuy rằng nhiều năm không qua lại, nhưng trên gia phả vẫn có tên, không nhầm đi đâu được. Ông cụ Diệp đương nhiên là sẽ không nói thật, rằng bọn họ hỏi thăm rõ ràng gia thế Diệp Phạm, sửa gia phả ngay trong đêm, kéo Diệp Phạm đứng chung phe với bọn họ. Diệp Phạm xuất thân thấp kém, trong nhà nghèo, đến mức không xu dính túi, tất nhiên là vui vẻ đồng ý gia nhập gia tộc giàu có Yến Kinh, có thêm một tầng thân phận hiển hách, sách đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Tôi không quan tâm gia phả, ông chú gì cả. Diệp Lâm chắp tay sau lưng đi vào trong đại sảnh, tôi chỉ biết tôi mới là chủ một nhà và hai ông ngồi lên vị trí của tôi. Tránh ra hết cho tôi. Cái gì? Nghe vậy, cả nhà họ Diệp đều rất ngạc nhiên. Tuy rằng mọi người biết Diệp Lâm có tính tình kiêu ngạo, thậm chí nổi giận lên là không nhận bất cứ ai, ngay cả ông nội mình cũng dám đuổi ra khỏi gia tộc. Nào ngờ bây giờ đối mặt với tiến sĩ tam giáp, Diệp Lâm cũng dám vênh váo ra mặt, không hề có một chút tôn trọng nào.
Ai ra, gia chủ lỗ mãng quá rồi. Đúng vậy, chẳng lẽ gia chủ không biết Diệp Phạm đại nhân mới vừa đỗ tiến sĩ tam giáp, đang làm quan bát phẩm hay sao? Lần này gia chủ phải vì sự non dạ của mình mà trả giá lớn, cho dù anh ta có lợi hại đi nữa, anh ta đấu lại mệnh quan triều đình hay sao? Người nhà họ Diệp sôi nổi nhìn lên, không ai coi trọng Diệp Lâm, bởi vì dân không đấu với quan. To gan! Lúc này, ông cụ Diệp đập mạnh xuống bàn, mặt mày uy nghiêm, chỉ vào Diệp Phạm, hỏi, mày biết ông chú mày là ai, đang làm chức quan gì không? Mày đúng là không biết lớn nhỏ, dám to gan trước mặt Diệp Phạm đại nhân. Còn không mau lại đây xin lỗi. Dứt lời, ông cụ Diệp đứng dậy khom người thi lễ với ông cụ bên cạnh, thằng cháu tôi mới vừa ra tủ, thiếu dạy dỗ, mong Diệp đại nhân tha lỗi, đừng so đo với nó. Diệp Phạm nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, cậu ta là đứa cháu mà ông nói đó hả? Còn từng ngồi tù nữa? Đúng là chuyện lạ trên đời. Tôi thấy cả nhà họ, Diệp ông cũng hơn 1.000 người, sao lại để cho một thằng nhóc từng ngồi tù làm gia chủ vậy? Ông cụ Diệp xấu hổ nói, ai ra, là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh. Dứt lời, ông cụ Diệp lại quát Diệp Lâm, mày còn. Không mau qua đây xin lỗi ông chú mày đi, sau đó nhường chức gia chủ của mày cho ông chú mày. Ông cụ Diệp hoàn toàn không giả vờ nữa, dứt khoát ngả bài. Bầu không khí hiện trường càng thêm căng thẳng, thời gian dường như dừng lại ngay tại khoảnh khắc này. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Diệp Lâm, không biết anh sẽ làm thế nào. Ha ha, Diệp Lâm cười lạnh lùng, chỉ dựa vào các người mà muốn tranh giành vị trí gia chủ. Các người xứng sao? Hừ, ông cụ Diệp cũng cười lạnh nói, tao không xứng, nhưng em họ tao thì xứng. Em họ tao chính là tiến sĩ tam giáp, hiện giờ đang nhậm chức trong quốc tử giám. Thân phận tôn quý chính là ứng cử viên sáng giá cho vị trí gia chủ. Diệp Lâm, nếu mày thức thời thì mau nhường vị trí đi. Diệp Lâm khinh thường nói, chỉ là một tên tam giáp tiến sĩ thôi mà. Còn mày là cái thá gì? Ông cụ Diệp cười lạnh, vạch trần gốc gác của Diệp Lâm, một tên tội phạm ngay cả đại học cũng không học. Vậy mà đi xem thường tiến sĩ tam giáp. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người lớn tiếng báo tin, thánh chỉ đến. Diệp Phạm nghe vậy thì lập tức đứng dậy, vừa mừng vừa sợ nói, xem ra là phong thưởng của triều đình đến rồi. Chúng ta mau đi tiếp chỉ đi, ông cụ Diệp cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Dứt lời, ông cụ Diệp dẫn đầu đám người đi ra ngoài. Lúc đi ngang Diệp Lâm, ông cụ Diệp còn không quên cười lạnh, cảnh cáo, thấy chưa, đây chính là thánh chỉ của triều đình, cả đời mày cũng đừng mơ nhìn thấy thánh chỉ. Chờ bọn tao tiếp thánh chỉ xong sẽ hủy bỏ chức gia chủ của mày. Một đám người bước ra sân, thấy người của triều đình đã khiêng vào 10 dương to quà tặng. Cả nhà họ Diệp đều cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Đây chính là quang vinh khi ăn cơm triều đình. Đúng là nghề nào cũng thấp kém, chỉ có đọc sách là cao. Chỉ có thi đỗ công danh mới có được vinh quang như thế. Thật sự là mơ cũng không dám mơ. Ai ra, tiếc là cả nhà họ Diệp chúng ta không có người nào đọc sách được hết. Bao nhiêu năm qua chúng ta thua ở chỗ không có người đọc sách, nếu không gia tộc đã quật khởi lâu rồi. Chờ ông cụ Diệp Phạm lên làm gia chủ, nhất định phải nhờ ông cụ truyền kinh nghiệm đọc sách cho tụi nhỏ, tranh thủ tương lai có thêm vài người đọc sách. Lúc này, ông cụ Diệp Phạm vuốt nhẹ chòm râu, có thể nói là nở mày nở mặt. Vất vả học tập hơn 50 năm, cuối cùng chỉ chờ giây phút này thôi. Mục tiêu trong đời đã hoàn thành, bây giờ có chết cũng không đáng tiếc. Ông cụ Diệp khen ngợi, Diệp Phạm, ông làm thám hoa thôi mà có nhiều phong thưởng thế này rồi, nếu là trạng nguyên chắc là hơn nhiều lắm. Ha ha, Diệp Phạm cười nói, năm nay xui xẻo, Trạng Nguyên là một người trẻ tuổi của nhà họ Nghiêm ở Phụng Thiên, nhà họ Nghiêm chính là gia tộc của đại học sĩ Hàn Lâm, đại nho Nghiêm Kỳ học. Cháu trai do chính ông ấy bồi dưỡng, có thể nói là rồng trong biển người, tôi theo không kịp. Nếu không phải gặp được người nhà họ Nghiêm thì xếp hạng của tôi có thể lên một bước, thậm chí đi tranh vị trí Trạng Nguyên. Người nhà họ Diệp nói, tiến sĩ tam giáp thám hoa cũng lợi hại lầm rồi. Là ông đạo đức tốt. Không, tranh đoạt với bọn nhỏ, nhường cho người trẻ tuổi nhà họ Nghiêm. Sau này ông lên làm gia chủ, tranh thủ bồi dưỡng. Ra một vị Trạng Nguyên. Dù bọn họ nói đùa, nhưng Diệp Phạm lại nghiêm túc đáp, triều đình săn sóc tôi lớn tuổi, không điều tôi đi bộ môn nguy hiểm như Sở Trấn Yêu, mà điều tôi đến quốc tử giám dạy học. Sau này tôi làm gia chủ, sẽ lựa chọn vài hạt giống tốt trong đám con cháu nhà họ Diệp, dẫn đi quốc tử giám để bồi dưỡng. Quốc tử giám là học phủ cao nhất trong nước, người bình thường không có tư cách đi vào.
so với học phủ Thanh Bắc nổi tiếng dân gian thì giống như là kiến càng với đại thụ. Cả nhà họ Diệp nghe vậy thì rất là biết ơn, giống như là gặp được minh chủ, có thể dẫn dắt gia tộc đi lên con đường hưng thịnh. Ông cụ Diệp kích động đến mức nước mắt chảy ròng, tối qua ông nội tôi báo mộng cho tôi, nói rằng nhà họ Diệp ta có rồng, sắp tấn chức tới nơi rồi. Tôi vốn đang lo lắng mộng là ngược, nào ngờ lại trở thành sự thật. Em Diệp Phạm, không không, sau này ông chính là anh ruột của tôi, là gia chủ nhà họ Diệp, tương lai nhà họ Diệp nhờ cả vào ông. Hai ông cụ già giống như là anh em ruột thịt thất lạc nhiều năm, kích động ôm nhau khóc giống lên. Lúc này, đám thị vệ vây quanh một người đàn ông trung niên quý phái đi vào. Tào tổng quản, Tào đại nhân. Nhìn thấy ông ta, ông cụ Diệp vội vàng đi lên chào đón. Ông ta chính là tổng quản đại nội, ngày thường chỉ có thể nhìn thấy trên Tô Vũ đấy nha. Hôm nay được nhìn thấy người thật bên ngoài, sao có thể không kích động cho được. Với loại nhân vật như ông ta, nhà họ Diệp bọn họ, muốn gặp một lần cũng khó. Ông cụ Diệp thầm nghĩ, ít nhiều gì cũng nhờ có thằng em Diệp, niềm vinh hạnh của gia tộc, làm rạng rỡ tổ tiên. Thảo dân bái kiến Tào đại nhân. Đầu gối ông cụ Diệp mềm nhũn, dập đầu quỳ lạy. Ây ra, ông Diệp, đừng làm vậy, mau đứng lên đi. Tào tổng quản không dám nhận, vội vàng đỡ ông cụ. Diệp lên, cười chúc mừng, ông Diệp, ông có một đứa cháu trai giỏi, sắp tới nhà họ Diệp sẽ phát triển nhanh làm đây. Nghe vậy, ông cụ Diệp lập tức sửng sốt, thầm nghĩ chuyện này có liên quan gì cháu trai tôi. Sau đó, ông cụ Diệp chợt hiểu ra, cho rằng Tào tổng quản hiểu lầm Diệp Phạm là cháu trai của mình. Nếu là thí sinh bình thường, ghi danh bảng vàng tầm độ tuổi đôi 30 là cùng, có ai thi thẳng một đường đến 5 năm 60 tuổi giống như Diệp Phạm đâu. Ông cụ Diệp cười giải thích, tôi đâu có cháu trai xuất sắc như vậy. Ông ấy là em trai tôi. Nghe vậy, Tào tổng quản sững sốt, thầm nghĩ chuyện gì đây? Cho dù Diệp Lâm nhà các ông trở nên nổi bật làm rạng rỡ tổ tiên thì cũng không đến mức phải nâng vai vế cho cậu ta đâu nhỉ. Trực tiếp gọi anh xưng em với ông nội mình. Nhà họ Diệp các ông biết chơi thật đấy. Có điều, đây là chuyện riêng của nhà họ Diệp, Tào tổng quản không tiện lầm miệng. Huống chị, hiện giờ Diệp Lâm đang nổi bật, chạm tay là bỏng, dù có xưng vương xưng bá ở gia tộc thì ông ta cũng không dám quản. Sau khi trò chuyện vài câu với ông cụ Diệp, Tào tổng quản sai người mang thánh chỉ lên. Diệp Phạm thấy vậy thì sửa sang quần áo, đi lên định tiếp chỉ. Ông cụ Diệp thức thời tránh sang một bên. Tào tổng quản từ từ mở thánh chỉ, mặt mày nghiêm túc, cất cao giọng nói, Diệp Lâm, tiếp chỉ. Diệp Lâm nghe vậy thì bước ra, khom người nói, thần ở. Giờ phút này, cả nhà họ Diệp đều im bặt. Khoảnh khắc nghe thấy cái tên Diệp Lâm từ trong miệng Tào tổng quản. Diệp Phạm sửng sốt. Ông cụ Diệp sửng sốt. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp sửng sốt. Mọi người thật sự không thể tin nối vào tai mình, thậm chí cảm thấy Tào tổng quản đọc nhầm tên rồi. Sao người tiếp chỉ không phải là Diệp Phạm thi đỗ tiến sĩ ghi danh bảng vàng mà lại là Diệp Lâm cơ chứ? Ơ kìa, Diệp Phạm run rẩy cả người, trong lòng nặng nề đến cực điểm. Ông ta thầm nghĩ, chẳng lẽ mấy thứ này không phải chuẩn bị cho mình sao? Một nhà họ Diệp nho nhỏ có người nào ghê gớm hơn mình nữa sao? Còn ông cụ Diệp thì sau cơn sửng sốt, không nhịn được mà hít hà một hơi. Chẳng lẽ lúc nãy Tào tổng quản không gọi nhầm người? Ông ta nói mình có một đứa cháu trai giỏi chính là Diệp Lâm. Trời ạ, ông cụ Diệp chợt cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng thấp thỏm lo âu. Không biết trong khoảng thời gian Diệp Lâm biến mất, Diệp Lâm đã làm chuyện lớn gì mà được triều đình phong thưởng. Sau đó, Tào tổng quản bắt đầu đọc thánh chỉ. Diệp Lâm có công bảo vệ tổ quốc, triều đình ban thưởng 100 lượng vàng, 1000 cân bạc, chia một nửa quà tặng của Cao Câu Ly đưa vào Diệp phủ, bao gồm lăng la tơ lụa, thiên tài địa bảo. Đồng thời ban bảng hiệu quang vinh treo trong từ đường gia tộc để thể hiện vinh quang. Tào tổng quản đọc thánh chỉ xong, Diệp Lâm đi lên nhận thánh chỉ. Tào tổng quản cười bắt chuyện với Diệp Lâm, Diệp đại nhân, hiện giờ cậu đã là quan tam phẩm, quản lý sở trấn yêu, triều đình vô cùng coi trọng cậu. Nếu cậu có nhu cầu hoặc không đủ người thì có, thể nói với bên trên bất cứ lúc nào, triều đình nhất định sẽ đốc sức ủng hộ cậu. Bởi vì đây là chuyện liên quan đến xã tắc. Chỉ mong Diệp đại nhân đảm nhiệm nhiều việc, coi trọng nhiều hơn. Cái gì? Quan tam phẩm, quản lý sở trấn yêu. Sau khi nghe xong lời nói của Tào tổng quản, đám người nhà họ Diệp đều giật mình. Tam phẩm, là quan tam phẩm đấy nha.
Bình thường bọn họ suy nghĩ cũng không dám suy nghĩ, nào ngờ nhà họ Diệp bọn họ thật sự ra rồng ra phượng. Diệp Phạm nghe vậy thì lại run rẩy cả người. Sở Trần Yêu, đây là bộ môn mà mình suýt nữa bị điều đến mà. Nếu Diệp Phạm trẻ hơn mười mấy tuổi thì có khi sẽ bị điều đi Sở Trần Yêu. Nhưng vì ông ta lớn tuổi rồi, bảo ông ta đi hàng yêu trừ ma, chắc là chẳng làm được gì, nên mới bị điều đi Quốc Tử Giám. Cậu ta chính là sở trưởng mới nhậm chức của Sở Trấn Yêu hả? Anh hùng hộ quốc. Má ơi, Diệp Phạm toát mồ hôi lạnh đầy người, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Mình chỉ là một quan bát phẩm, còn suýt nữa là thành cấp dưới của đối phương, bây giờ lại không biết tự lượng sức mình chạy tới nhà họ Diệp tranh đoạt chức vị gia chủ. Ông cụ Diệp già lẩm cẩm hay là cố ý chơi mình vậy? Diệp Phạm thật sự là khóc không ra nước mắt. Ông ta không biết gì hết. Bỗng dưng bị cuốn vào trong trận chiến gia tộc, đúng là tai bay vạ gió. Cùng lúc đó, ông cụ Diệp cũng ngây ngẩn cả người. Tam phẩm, cháu trai mình, là quan tam phẩm. Nếu là bình thường, ông cụ Diệp chắc chắn sẽ mừng điên lên, gọi ngược lại đối phương là ông nội cũng được. Nhưng mà người này lại là Diệp Lâm, ông cụ Diệp muốn điên lên rồi. Giờ phút này, ông cụ Diệp vừa hối hận vừa sợ hãi. Hóa ra tối qua ông nội mình báo mộng cho mình. Nói rằng nhà họ Diệp ra rồng chính là nói Diệp Lâm. Hôm nay vốn là ngày lành của nhà họ Diệp, khoảnh khắc vinh quang khắp nhà, kết quả là mình đi tìm một người bà con xa dẫn về tranh giành vị trí gia chủ. Xong rồi. Xong thật rồi. Ông cụ Diệp chợt nhận ra rằng cả cuộc đời này của mình chắc là khó bước vào nhà họ Diệp được nữa. Sau này vinh quang hay nhục nhã trong nhà họ Diệp đều chẳng liên quan gì đến mình. Sau cơn hoảng hốt, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều nhỏ giọng bàn tần. Chuyện này là sao đây? Diệp gia chủ, là quan tam phẩm, quản lý Sở Trấn Yêu thật hả? Sao tôi chưa từng nghe nói vậy? Sáng nay tôi nghe bên ngoài chiêng trống vang trời, hình như là chào đón anh hùng hộ quốc chiến thẳng trở về từ biên cảnh, không ngờ anh hùng lại là gia chủ nhà ta. Ây da, nếu biết gia chủ nhà ta ghê gớm như vậy thì ai thèm coi trọng một ông già thi cả đời mới đỗ làm gia chủ nhà ta cơ chứ? Ông cụ Diệp đúng là già lẩm cẩm rồi, suýt nữa làm lỡ tiền đồ cả gia tộc rồi. Mọi người thấy vậy thì cực kỳ hối hận. Nhất là đám trưởng lão bị ông cụ Diệp lừa dối, ai cũng rất hối hận, sợ xong việc sẽ bị tính sổ. Tào tổng quản sai người khiêng bảng hiệu quang vinh vào từ đường gia tộc, rồi trò chuyện thêm vài câu với Diệp Lâm, sau đó mới dẫn người đi về. Để lại 10 dương vàng bạc châu báu khiến người khác phải hâm mộ. Diệp Lâm đưa Tào tổng quản xong thì cầm thánh chỉ quay lại. Lúc đi ngang ông cụ Diệp, Diệp Lâm lạnh lùng nói, lúc nãy ông nói cả đời tôi đều không thể thấy thánh chỉ. Ông mở to đôi mắt chó của ông ra xem đây là cái gì. Diệp Lâm mở thánh chỉ kề sát vô mặt ông cụ Diệp. Ông ta lùi ra sau liên tục, đôi chân mềm nhũn, ngã bịch xuống đất. Cuối cùng, Diệp Lâm đi tới trước mặt Diệp Phạm. Thấy Diệp Lâm đi về phía mình, Diệp Phạm sợ tới mức run rẩy cả người, nhưng vì cấp trên dưới rõ ràng, ông ta phải cố nén sợ hãi. Thì lễ với Diệp Lâm, ti chức. Gặp qua Diệp đại nhân. Diệp Lâm lạnh giọng quát, ông có thân phận gì? Rồi tôi có địa vị gì? Vậy mà ông cũng dám tới nhà tôi đoạt vị trí gia chủ với tôi nữa hả? Thiên hạ biết bao nhiêu họ Diệp, chẳng lẽ họ Diệp nào cũng là người thân nhà tôi? Ông đến từ đâu thì cút về đó đi. Bị Diệp Lâm dạy dỗ một trận, Diệp Phạm sợ đến mức hồn vía lên mây. Ông ta từng tuổi này rồi. Làm sao có thể chịu nổi cú sốc hôm nay, suýt nữa là qua đời luôn rồi. Vâng vâng vâng, tôi không dám nữa, tôi lăn ngay đây. Diệp Phạm vừa nói vừa ôm đầu bỏ chạy. Tới khi chạy ra khỏi nhà họ Diệp mấy trăm thước, Diệp Phạm mới thở hồng hộc, phát hiện quần áo trên người mình đã ướt đẫm, giống như con gà rơi vào trong nồi canh. Có điều, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi, Diệp Phạm không dám mong cầu gì nhiều hơn, sau này phải tránh xa nhà họ Diệp ra mới được. Sau khi Diệp Phạm bị đuổi đi, cả nhà họ Diệp đều im lặng, không một ai dám nói chuyện. Hữ Diệp Lâm hữ lạnh một tiếng, từ từ nói, tôi mới đi không bao lâu mà đám già các ông đã bắt đầu ngầm phản tôi rồi, còn muốn đoạt chức vị gia chủ của tôi nữa hả? Cho rằng ra bên ngoài sách bừa một tên quan bát phẩm là có thể rạng rỡ tổ tiên. Là có thể chặn đầu tôi cảm thấy mất mặt thay các ông luôn đấy. Trước đây tôi nế tình các ông lớn tuổi, không so đo với các ông. Chỉ đuổi ông nội của tôi thôi. Chẳng qua là các ông nói một đằng nghĩ một nẻo, không biết tự lượng sức mình. Lần này cũng đừng trách tôi trở mặt với các ông,
cả nhà họ Diệp cần phải rửa sạch một lần. Nghe vậy, đám trưởng lão trong gia tộc bị liên lụy sôi nổi quỳ xuống. Gia chủ, hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa đi, chúng tôi không dám nữa, sau này sẽ tuyệt đối trung thành với cậu, cậu bảo chúng tôi đi hướng đông, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Đúng vậy, gia chủ, lần này không thể trách chúng tôi được, là do ông nội cậu lừa chúng tôi hồ đồ gây ra sai lầm, mong gia chủ hãy rộng lượng cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa. Chúng tôi từng tuổi này rồi, đồng ý giao quyền, không cần gì hết, chỉ mong có thể ở lại gia tộc dưỡng lão thôi. Dù đám trưởng lão có cầu xin thế nào thì Diệp Lâm cũng không đổi ý. Trường Ý, Diệp Lâm gọi. Gia chủ, Diệp Trường Ý lập tức tiến lên. Điều tra rõ ràng, đuổi hết những người tham gia đợt này ra khỏi gia tộc Diệp Lâm ra lệnh, dù tuổi lớn cỡ nào, có địa vị trong gia tộc cỡ nào, thậm chí có công lao cỡ nào, chỉ cần là người dám theo ông nội tôi phản tôi lập gia chủ khác, đều không nương tay đuổi đi hết. Đuổi thiếu một người, tôi đều sẽ hỏi tội anh. Nghe vậy, Diệp Trường Ý nghiêm mặt nói, vâng, xin gia chủ yên tâm, mấy năm nay tôi theo dõi bọn họ kỹ lắm, không một ai tránh thoát được đâu. Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Diệp Lâm, có người tự giác rời đi ngay trong đêm, để tránh bị kéo ra trước mặt mọi người, tôi gây ẩm, khó coi, mất mặt hơn nữa. Ông còn ngồi ở đây làm gì? Diệp Lâm vừa định quay người thì thấy ông cụ Diệp vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất, lạnh lùng nói, ông cũng cút cho tôi. Ông cụ Diệp gặp phải cú sốc, ánh mắt đờ đẫn, giống như là già thêm 10 tuổi. Phong Nhi, nể mặt ông là ông nội của cháu cho ông thêm một cơ hội cuối cùng đi. Để ông quay lại gia tộc, ông nhất định sẽ làm việc giúp cháu. Trước đây là ông già lầm cẩm, nếu ông biết cháu ưu tú như thế thì ông vui vẻ còn không kịp, sao có thể. Diệp Lâm không đợi ông cụ Diệp chơi chiêu tình cảm, lập tức sai người kéo ông ta ném ra ngoài cửa nhà. Nhìn thấy nhà họ Diệp thanh lý môn hộ, ngay cả ông cụ Diệp cũng bị ném ra ngoài, hàng xóm ra xem trò hay, sôi nổi chỉ trỏ bàn tán. Nhà họ Diệp sao vậy? Mới nhận phong thưởng từ triều đình là thanh lý môn hộ rồi hả? Tôi nghe nói ông cụ Diệp nhận một người thân bên ngoài, dẫn vẽ nhà để đoạt lại vị trí gia chủ từ cháu trai, bị đuổi ra ngoài là đáng đời lắm. Ông cụ Diệp thật sự là già mà không đứng đắn, có một đứa cháu trai giỏi như thế còn không chịu yên phận, vừa đáng buồn lại vừa đáng tiếc, đúng như câu người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Ông cụ Diệp rơi vào kết cục bị đuổi đi, không rụt rè nữa, đứng ở cửa chửi âm lên. Nhãi danh, mày đúng là không sợ trời không sợ đất, không nhận luôn cả người thân, ngay cả người ông nội là tao mày cũng dám đối xử như thế. Đồ bất hiếu, sớm muộn gì mày cũng sẽ gặp báo ứng thôi. Mày đừng tưởng may mắn được làm quan là có thể xoay người. Gần vua như gần cọp, sớm muộn gì mày cũng sẽ xuống dốc, bị cắt chức, thậm chí là bị chém hết cả nhà, đến lúc đó mày đừng có liên lụy đến tao. Hừ, chờ xem, đầu sỏ tư bản nước ngoài đã theo dõi mày rồi, thế nào cũng sẽ ra tay với mày, mày không yên bình được bao nhiêu ngày nữa đâu. Ông cụ Diệp tức muốn hộc máu, mắng một hơi rồi hùng hùng hổ hổ đi ra chỗ khác. Giờ phút này, trải qua một trận thanh lý môn hộ, đa số người phản Diệp Lâm đều đã bị xử lý. Sau đó, Diệp Lâm sai người khiêng hết 10 tương bảo vật do triều đình phong thưởng vào trong nhà kho, còn một dương thiên tài địa bảo thì khiêng vào phòng ngủ mình. Đối với đống vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa kia, Diệp Lâm không nhìn một cái nào. Anh chỉ có hứng thú với thiên tài địa bảo. Đám dược liệu này tới đúng lúc lắm. Diệp Lâm đang thiếu vài dược liệu quý giá để luyện chế thuốc dẫn cho đan dược chữa đủ mọi chứng bệnh. Anh vốn định đi chợ đen Đông Hải một chuyến, nào ngờ Cao Câu Ly đưa cho rất nhiều thiên tài địa bảo, xem như giải lửa xém lông mày. Cuối tuần là đại thọ 60 tuổi của sư đệ Khổng Hữu Ví, mình phải chuẩn bị một phần quà mới được. Diệp Lâm tìm tồi trong dương có thiên tài địa bảo, cũng có ngọc thạch quý giá. Diệp Lâm chọn một khối ngọc thạch loại tốt, định luyện chế một pháp khí mang theo bên người cho sư đệ. Trước đây Khổng Hữu Ví đã uống một viên đan dược do Diệp Lâm đưa. Bây giờ cộng thêm pháp khí phòng thân nữa, vậy là ông ta có thể không bệnh hoạn không tai nạn sống lâu trăm tuổi. Luyện chế suốt một đêm và thành công. Ngày hôm sau, Hòa Quốc Đống gọi điện thoại tới, sư phụ, tôi đã hẹn hết viện trưởng các bệnh viện và cơ quan y tế ra rồi. Hẹn vào trưa nay ở tổng bộ cao ốc Long Môn. Nghe vậy, Diệp Lâm bảo Hòa Quốc Đống dẫn người đến cao ốc trước, còn mình thì sẽ đến ngay. Ừ, hôm nay tôi sẽ đi gặp viện trưởng và đám chuyên gia. Để cho bọn họ xem cái gì mới là trung y trung dược thật sự. Lật đổ mọi hiểu biết của bọn họ, gây ra chấn động cho bọn họ. Giữa trưa,
Diệp Lâm đi vào cao ốc Long Môn. Anh vừa vào đại sảnh liền thấy đám người Hắc Long đang xách một người đi tới trước mặt mình. Quỳ xuống đi, mau bái kiến Long Vương đại nhân. Hắc Long đá lên cẳng chân anh ta, buộc anh ta phải quỳ xuống. Diệp Lâm cúi đầu xuống nhìn, thấy một người đàn ông vóc dáng vạm vỡ, cho dù quỳ xuống đất cũng cao gần một người, mái tóc màu đỏ, có râu quai nón, cơ bắp cuồn cuộn, cực kỳ nổi bật. Anh là Xích Long hả? Không cần giới thiệu, chỉ căn nhìn khuôn mặt và màu tóc là Diệp Lâm có thể nhận ra được anh ta là ai. Đúng vậy, Hắc Long nói, là Lam Long lợi hại, đi Lương Châu bắt anh ta vẽ cho Long Vương đại nhân xử lý. Diệp Lâm nhìn thoáng qua Xích Long, lạnh giọng hỏi, tôi phát Long Vương lệnh liên tiếp, vì sao anh không đến hả? Xích Long nói, tôi rửa tay gác kiếm, ra khỏi Long Môn rồi. Mẹ nó, Hắc Long đá lên người Xích Long. Lão Long Vương có ơn với 9 người chúng ta sống là người của Long Môn, chết là hồn của Long Môn. Đang yên đang lành ai cho phép anh rửa tay gác kiếm, rời khỏi Long Môn hả? Xích Long cười lạnh, anh cũng biết Long Vương, có ơn với chúng ta hả? Trong lòng tôi chỉ có một Long Vương là cha nuôi của chúng ta thôi. Long Môn hiện giờ đã không còn là Long Môn trước đây nữa rồi. Khốn kiếp, Hắc Long tức giận đá liên tục, mắng, gàn bướng hồ đồ. Long Vương mới là truyền nhân của Lão Long Vương, thấy anh ấy như là thấy cha nuôi. Bạch Long khuyên nhủ, tôi từng giống như anh vậy, trong lòng chỉ có Lão Long Vương thôi. Nhưng mà sau khi thấy thực lực của Long Vương, tôi mới biết được cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy, cũng biết được vì sao Lão Long Vương không lựa chọn một trong 9 người chúng ta, mà lựa chọn một truyền nhân khác. Cộng hết 9 người chúng ta lại với nhau cũng không bằng một phần của Long Vương. Lam Long nói. 9 người chúng ta từng có thực lực tương đương nhau. Nhưng mà bây giờ tôi có thể dễ dàng đánh thẳng anh, bắt anh về đây, tất cả là nhờ có Long Vương dạy dỗ. Nếu anh sớm quy thuận thì hiện giờ thực lực của anh đã cao hơn chúng tôi rồi. Tử Long nói, anh bướng bỉnh cái gì? Mau xin lỗi Long Vương đi, chẳng lẽ anh không muốn sống nữa sao? Nghe mọi người khuyên nhủ, Xích Long vẫn cố chấp nói, tôi biết anh ta rất lợi hại, nhưng nói đến cùng thì anh ta cũng không phải Lão Long Vương. Đồ cứng đầu, Hắc Long tức điên lên, muốn lên đá nữa, nhưng lại bị Diệp Lâm ngăn cản. Long Vương đại nhân, Hắc Long sợ hãi khi thấy Diệp Lâm muốn tự mình ra tay. Anh ta đánh Xích Long là vì muốn cứu Xích Long. Bởi vì nếu là anh ta đánh thì sẽ chỉ bị thương ngoài da thôi. Còn nếu người đánh là Long Vương thì sẽ mất mạng. Thấy Xích Long cứng đầu cứng cổ, Diệp Lâm không muốn tiếp tục nhiều lời nữa. Nhưng nể tình anh ta ngu trung ngu hiếu với Lão Long Vương. Anh tạm thời tha chết cho anh ta. Lúc này, Hòa Quốc Đống đi lại nói, sư phụ, các viện trưởng của các bệnh viện đến đủ hết rồi, bây giờ đang chờ trong phòng họp trên lầu. Ừ, Diệp Lâm gật đầu rồi nói với đám người Hắc Long, ở bên ngoài canh chừng đi, chờ tôi họp xong sẽ ra xử lý anh ta. Vâng, đám người Hắc Long lên tiếng, ai nấy đều thở dài trong lòng, cho rằng lần này Xích Long giữ nhiều lành ít. Đám người Hắc Long nghĩ vậy là vì bọn họ cho rằng Diệp Lâm đã giết chết Lục Long, nên kết cục hiện giờ của Xích Long sẽ chẳng tốt đẹp gì mấy. Đợi Diệp Lâm đi dõi, đám người Hắc Long tiếp tục nói lý lẽ với Xích Long, mắng anh ta là cứng đầu, không chịu cúi đầu một chút nào. Đúng là đồ ngốc, anh không muốn sống nữa hả? Sao lại dám nói chuyện như thế với Long Vương? Anh ấy không giết anh ngay tại chỗ là anh may mắn lắm rồi. Long Vương là một người cực kỳ ghê gớm. Lần này anh bỏ lỡ cơ hội tăng lên thực lực rồi. Ai ra, bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi, anh tự cầu nhiều phúc đi. Xích Long không hề sợ hãi, con người sống trên đời có ai không chết chứ? Anh ta lợi hại có liên quan gì tôi đâu. Cuộc đời tôi chỉ nhận một Long Vương là cha nuôi thôi, còn những người khác dù mạnh hay yếu cũng đừng mơ làm tôi chịu thua. Tôi lặp lại lần nữa, cha nuôi đi rồi, tôi đã rửa tay gác kiếm, Long Môn không còn tôi nữa. Cùng lúc đó, trong phòng họp có rất nhiều người ngồi. Hắc Long chuẩn bị phòng họp lớn nhất cao ốc Long Môn, đủ để cất chứa mấy trăm người, nếu không là không có đủ chỗ ngồi cho khách khứa hôm nay. Bởi vì có các viện trưởng, phó viện trưởng các bệnh viện Trung Y Tây Y lớn nhỏ ở Yến Kinh đều đến đây. Cuộc họp hôm nay liên quan đến xu thế y học trong tương lai của đại hạ, các bệnh viện lớn tất nhiên là sẽ không vắng mặt. Mọi người đều cảm thấy vô cùng tò mò với Diệp Lâm người mở cuộc họp ngày hôm nay. Đồng thời có khả năng lật đổ thể cục ngành y hiện nay. Nghe nói cậu ta rất giỏi y thuật, có thể chữa sống người chết, chữa lành da thịt, không biết có thật sự giống như lời đồn hay không. Ha ha, viện trưởng Khâu,
tốt xấu gì ông cũng xuất thân lâm sàng, đồng thời là chuyên gia tim mạch, sao có thể tin mấy lời nói của đám lừa đảo cơ chứ? Chữa chết người sống hả, cậu ta coi mình là thần tiên hay sao? Hiện nay là thế kỷ 21 rồi, làm chuyện gì cũng phải tin tưởng khoa học, y học hiện đại coi trọng tính thực tế, chứ không dễ dãi như trung y. Nghe vậy, các viện trưởng của các bệnh viện lớn đều lên tiếng. Ông nói vậy là sao? Là nói trung y chúng tôi lừa đảo hả? Thật là buồn cười, trung y chúng tôi có mấy nghìn năm kinh nghiệm lý luận, khi nào đến lượt tây y các ông đặt ra quy tắc cho chúng tôi? Hai bên bắt đầu châm chọc lẫn nhau. Đủ rồi. Lúc này, một ông cụ đột nhiên lớn tiếng quát, có loại uy nghiêm khi nắm chức vị cao, lập tức khiến mọi người im bặt, không ai dám nhiều lời. Tôi mới khám ra bệnh ung thư dạ dày đã đủ phiền lắm rồi. Bây giờ còn phải nghe các ông ồn ào nữa, phiền chết đi được. Các ông có thể im lặng một lát không hả? Tôi đặt hết hy vọng lên người cậu thần y kia đấy. Nói cho cùng, nếu đối phương thật sự là kẻ lừa đảo thì hy vọng sống sót duy nhất của mình cũng tan. Mất. Đám viện trưởng nghe vậy thì im bặt, thậm chí có người còn chủ động xin lỗi, không ai dám gây chuyện với ông ta cả. Bởi vì ông ta có thân phận rất cao, chính là Dương Đại Nhân Dương Sĩ Tuấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao. Dạo này ông ta bị khó chịu, ăn không ngon, tưởng là bị ăn không tiêu, nào ngờ đi khám mới phát hiện ra là bị ung thư dạ dày. Dương Sĩ Tuấn cực kỳ buồn rầu. Lần này là xong đời thật rồi. Ông Dương bớt tức giận đi. Lúc này, viện trưởng Trần của Bệnh viện Nhân dân một cười nói, ông yên tâm đi, nếu trên đời này có một người có thể cứu được ông thì người đó chính là cậu Diệp. Viện trưởng Tần từng tận mắt nhìn thấy Diệp Lâm cứu ông Triệu, có thể nói là cứu sống đã chết. Bây giờ nghĩ lại vẫn khiến ông ta cảm thấy khó tin. Vậy nên viện trưởng Trần thuận thế mời ông Dương đến đây gặp Diệp Lâm một lần, để xem có thể chữa khỏi bệnh ung thư dạ dày của ông Dương hay không. Ung thư dạ dày mới ở giai đoạn đầu thôi, chắc là không khó với thần y như Diệp Lâm. Đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, Diệp Lâm chập tay sau lưng đi vào. Âu, cậu ta trẻ tuổi hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Tầm tuổi cậu ta nếu đi học y thì ngay cả tốt nghiệp cũng chưa, nói gì đến thần y. Đúng là buồn cười. Nếu ông Dương gửi hết hy vọng lên người cậu ta thì chắc là sẽ chết nhanh hơn nữa. Khi nhìn thấy Diệp Lâm, ấn tượng đầu tiên của đám người viện trưởng chính là đẹp trai, ngoài đẹp trai ra thì chỉ còn lại nghi ngờ. Không chỉ có đám người Tây y, mà còn có đám người Trung y, người nào cũng có chút thất vọng, cho rằng gặp được một tên lừa gạt làm xấu cộng đồng Trung y. Hiện nay Trung y mang danh tiếng xấu là vì có đám lừa đảo xấu xa đó. Hừ, chờ lát nữa tôi phải vạch trần cậu ta, để tránh việc cậu ta tiếp tục làm bậy, làm hỏng thanh danh Trung y là chuyện nhỏ, hại chết người bệnh mới là chuyện lớn. Viện trưởng Bệnh viện Trung y định tự mình ra mặt tiếp xúc với thần y Diệp Lâm. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có một mình viện trưởng Trần của Bệnh viện Nhân dân một là nhìn về phía Diệp Lâm với ánh mắt tôn kính. Thậm chí còn chủ động đi lên chào hỏi, sợ đối phương không quen biết mình. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, cảm thấy Diệp thần y lợi hại hơn rất nhiều viện trưởng Trần cảm thán. Ha ha, viện trưởng Trần, rốt cuộc thằng nhãi kia bỏ bùa gì cho ông mà ông tin tưởng cậu ta dữ vậy. Phó viện trưởng Bệnh viện Nhân dân 2 nói với giọng điệu khinh thường. Ông biết cái gì hả? Viện trưởng Trần hừ lạnh một tiếng, chờ lát nữa ông sẽ biết sự lợi hại của Diệp thần y. Tôi đây rửa mắt mong chờ. Phó viện trưởng cười lạnh nói, đừng có làm trò cười là được. Lúc này, Diệp Lâm đi lên ghế trên cùng ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề, hôm nay tôi gọi các vị đến đây là để tuyên bố một chuyện. Chuyện gì? Đám viện trưởng cùng hỏi. Diệp Lâm nói, sau này xưởng thuốc của tôi sẽ trở thành nguồn cung cấp cho tất cả các bệnh viện lớn. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều giật nảy mình, thậm chí có người cảm thấy đầu óc của thằng nhãi này có bệnh, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Mày mạnh miệng quá đấy. Mày muốn lũng đoạn nguồn cung cấp thuốc của các bệnh viện hả? Phó viện trưởng nhìn không được vỗ bàn một cái, mày là cái thứ gì? Tại sao bọn tao phải nghe mày? Đúng vậy, các viện trưởng khác cũng sôi nổi lên tiếng phụ họa, tạm thời không nói thuốc của cậu có tác dụng hay không, chỉ nói Yến Kinh có rất nhiều bệnh viện nào cũng dùng thuốc của cậu, cậu có cung cấp đủ hay không? Cậu biết mỗi bệnh viện một ngày dùng bao nhiêu thuốc hay không? Đúng vậy. Mỗi chứng bệnh là mỗi loại thuốc khác nhau, cậu có đủ hết không? Mọi người ở đây mồm năm miệng 10 sôi nổi bàn ra. Ngay cả viện trưởng Trần luôn luôn sùng bái Diệp Lâm cũng bắt đầu có chút dao động, cảm thấy Diệp Lâm ăn nói lung tung một chuyện cơ bản là không thể làm được.
Phó viện trưởng Bệnh viện Nhân dân 2 là người đầu tiên đứng dậy, hừ lạnh nói, nhãi danh, bọn tao rất bận, không rảnh ở đây lãng phí thời gian với mày. Các viện trưởng khác cũng đứng dậy đi về, ngay cả Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao Dương Sĩ Tuấn cũng thất vọng lắc đầu, không ngờ thần y mà ông ta gửi gắm hy vọng lại là một tên nhãi danh ăn nói bừa bãi. Hừ, viện trưởng Trần, đây chính là thần y trong lời nói của ông đó hả? Dương Sĩ Tuấn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Dương đại nhân, ông nghe tôi giải thích đã. Viện trưởng Trần cũng rất bất đắc dĩ, trước đây Diệp thần y không phải là người như vậy. Ông chờ một lát để xem chuyện là thế nào. Diệp Lâm thấy vậy thì không chút hoang mang, mỉm cười nói, bệnh nặng chữa nhiều, bệnh nhẹ chữa ít, vì các ông dùng thuốc lung tung nên không thể chữa khỏi bệnh, dẫn tới phải tốn rất nhiều thuốc. Kết quả là có thể gom tiền, đồng thời lãng phí rất nhiều thuốc, lại còn gây ra ảnh hưởng bất lợi không thể nào sửa được cho sức khỏe của người bệnh. Nếu dùng thuốc cả tôi thì chỉ cần dùng một liều là khỏi, hoàn toàn không cần phải dùng thêm thuốc khác nữa. Cái gì? Nghe vậy, đám viện trưởng đang đi ra ngoài chợt dừng bước, mặt mày đều là vẻ giận dữ. Mày còn dám châm chọc bọn tao nữa hả? Bọn tao dựa theo tình huống của người bệnh rồi ra thuốc đúng bệnh, có cái gì không ổn chứ? Chưa từng nghe nói chỉ cần một liều thuốc là có thể chữa khỏi bệnh. Mày cho rằng mày là thần tiên sống hả? Lúc này, phó viện trưởng không nhịn được mà nói, nhãi danh, nếu mày muốn làm nguồn cung cho tất cả các bệnh viện, thì mày hãy là thần dược của mày ra đây cho bọn tao xem đi. Đúng vậy, trước khi bọn tao đi về, lấy thần dược của mày ra cho bọn tao xem đi. Các viện trưởng khác cũng có chút tò mò, muốn xem đối phương có thể làm ra được trò cười gì nữa. Diệp Lâm cũng đang định cho bọn họ xem đan dược của mình. Được thôi. Diệp Lâm bình tĩnh lấy ra một cái lọ xinh đẹp, đổi ra 3 viên đan dược. Đan dược. Viện trưởng Trung Y thấy vậy thì tức giận đến mức thổi râu trừng mắt. Quả nhiên là mày đang mượn danh tiếng Trung Y bọn tao đi lừa đảo. Thật sự là buồn cười. Đám Tây Y cười nói, nhãi danh, mày mắc bệnh thần y hả? Cho rằng chỉ cần một viên đan dược là có thể chữa hết mọi chứng bệnh. Diệp Lâm rất bình tĩnh trước sự chế giễu của mọi người. Anh tiếp tục giới thiệu đan dược của mình, nó, tên là hỗn nguyên đan, có một tia hỗn nguyên, có thể chữa mọi chứng bệnh. Tôi chia đan dược ra làm 3 loại là đại, trung, tiểu. Tiểu hỗn nguyên đan có thể chữa các chứng bệnh nhẹ như là phát sốt cảm mạo. Trung hồn nguyên đan có thể chữa khỏi các bệnh mãn tính, ví dụ như là tiểu đường, lao phổi. Đại hỗn nguyên đan có thể chữa các bệnh nặng, và các bệnh nan y mà y học hiện nay không thể chữa được, ví dụ như là ung thư. Việc Diệp Lâm nghiêm túc giới thiệu không chỉ không làm cho đám viện trưởng tin tưởng, mà ngược lại còn làm cho bọn cười nhạo hơn nữa. Ha ha, các ông nghe thấy gì không? Hỗn nguyên đan, chữa hết mọi bệnh, phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy. Có phải câu tiếp theo của mày sẽ là mày đã làm ra một quyết định trái với ý của tổ tiên? Đám lừa đảo bọn mày có thể đổi sang lừa nghề khác được không hả? Xem như tao cầu xin bọn mày, làm vậy là sẽ ra mạng người đấy. Lúc này, ngay cả viện trưởng Trung Y cũng không nhịn nổi nữa, đúng là buồn cười. Nói bậy, tôi đây học y cả đời, đọc đủ loại sách vở Trung Y, nhưng chưa từng nghe nói đến loại thần dược tên Nguyên Đan. Mày lừa ai thì lừa, đừng mong lừa được tao. Tao là một người học Trung Y lâu năm, hôm nay sẽ vạch trần tên lừa đảo là mày. Đối mặt với lời quát mắng của viện trưởng Trung Y, Diệp Lâm khinh thường cười nói, Trung Y trí thức sâu rộng, loại người như ông chỉ mới học được một chút bên ngoài thôi. Nếu ông biết hỗn nguyên đan, thì ngày hôm nay, không đến mức thiên hạ không bệnh, nhưng ít nhất là sẽ không xảy ra tình huống Tây Y nước ngoi Trung Y nước ta. Nghe vậy, viện trưởng Trung Y tức giận đến mức sắp hộc máu ra ngoài. Người ta nói đánh người không vào mặt. Vậy mà Diệp Lâm lại đâm thẳng vào chỗ đau của đám người Trung Y ở đây. Hừ, dù cho Trung Y không làm lại Tây Y, thì tao cũng sẽ không để cho bọn lừa đảo như mày mang danh Trung Y đi làm bậy. Viện trưởng nói, có loại lừa đảo như mày mới khiến cho Trung Y đi đến đường cùng. Lúc này, Dương Sĩ Tuấn không nhịn được mà hỏi, đan dược của cậu có thể chữa hết mọi bệnh thật hả? Dương Sĩ Tuấn thầm nghĩ, dù sao mình cũng bị ung thư rồi, hay là thử một lần, lỡ như có hiệu quả thì sao? Đương nhiên rồi, đại hỗn nguyên đan có thể chữa cả bệnh ung thư thời kỳ cuối. Diệp Lâm nhìn thoáng qua ông ta rồi nói, ông mới bị ung thư dạ dày thời kỳ đầu thôi, chỉ cần dùng một viên trung hỗn nguyên đan là có thể chữa khỏi rồi. Nghe vậy, Dương Sĩ Tuấn giật mình hỏi, sao cậu? Cậu biết tôi bị ung thư dạ dày. Mình chưa từng nói tin tức bị bệnh cho bất cứ ai,
kể cả con cái trong nhà cũng không biết. Dứt lời, Dương Sĩ Tuấn nhìn về phía viện trưởng Trần với ánh mắt như đang hỏi là ông nói hả? Viện trưởng Trần vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, Dương đại nhân, kết quả khám sức khỏe của ông mới có vào sáng nay, dù tôi có muốn nói cũng không kịp. Lúc này, Dương Sĩ Tuấn chợt nảy sinh một chút tín tưởng với Diệp Lâm, muốn thử đan dược của Diệp Lâm một lần. Thấy Dương Sĩ Tuấn kiểu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đám bác sĩ xung quanh sôi nổi khuyên nhủ. Ông Dương, ông đừng rơi vào bẫy của thằng nhãi kia. Có lẽ cậu ta chỉ thuận miệng bịa chuyện rồi trùng hợp là đoán chúng thôi. Đan dược của cậu ta chưa trải qua nghiệm chứng lâm sáng, tuyệt đối không thể uống được. Diệp Lâm biết nếu tiếp tục cãi nhau với đám người này thì dù có cãi đến sáng mai cũng như là gà nói chuyện với vịt, không thấm được một câu nào. Chẳng thể đàm luận về băng giá với côn trùng mùa hạ. Diệp Lâm nói, chỉ có khi các ông tận mắt nhìn thấy hiệu quả của đan dược thì các ông mới có thể hiểu được rằng cái gì là trung y dược thật sự. Y dược đại hạ ta phát triển mấy nghìn năm, một đám các ông học theo y học hiện đại mới phát triển mấy trăm năm làm sao có thể hiểu hết được. Dứt lời, Diệp Lâm bảo Hoa Quốc Đống dẫn Xích Long vào bên trong. Một lát sau, Xích Long vạm vỡ bị kéo vào phòng họp. Đám người Hắc Long chen chúc ở cửa nhìn vào bên trong. Mọi người ở đây không hiểu ra sao, không biết trong hồ lô của Diệp Lâm muốn bán thuốc gì. Chẳng lẽ là định dùng người kia thử thuốc hả? Nhưng mà nhìn người kia vóc dáng vạm vỡ, bảo người kia thử thuốc là không có một chút sức thuyết phục nào. Xích Long, lúc này, Diệp Lâm lên tiếng, anh liên tục từ chối Long Vương lệnh. Anh biết rõ kết cục của mình phải không? Hừ, dù sao cũng là chết thôi mà. Xích Long không chút sợ hãi, 20 năm sau, tôi lại là một thắng đàn ông đội trời đạp đấu. Anh nói rất đúng, chỉ mong anh đừng hối hận. Diệp Lâm bỗng nhiên rút dao ra, lần này sống chết có số, chỉ xem số phận của anh thế nào. Thấy vậy, Xích Long dường như có thể cảm giác được kiếp nạn của mình tới rồi, bèn nhắm mắt lại nói, cha nuôi. Con theo cha đây. Diệp Lâm đột nhiên vung tay lên đâm thẳng vào, cổ họng Xích Long. Ban chết Xích Long. Máu tươi tung tóe. Một màn đấm máu trước mắt khiến mọi người ở đây đều ngây người. Nhất là đám người viện trưởng, bọn họ tưởng là Diệp Lâm gọi người thử thuốc, nào ngờ bọn họ có nắm mơ cũng không dám mơ là Diệp Lâm cắt cổ người kia ngay tại đây. Diệp Lâm có ý gì vậy hả? Giết gà dọa khỉ há? Ép mua ép bán hả? Nếu không đồng ý yêu cầu của cậu ta, thì liệu có phải là hôm nay tất cả mọi người đều không thể rời khỏi đây hay không? Đám viện trưởng vừa giật mình vừa sợ hãi. Mặt mày trắng bệch, không biết nên làm thế nào. Ngay cả đám người Hắc Long đứng bên ngoài cũng giật nảy mình, có loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Bọn họ biết Xích Long dám làm trái ý của Long Vương là sẽ không có kết cục tốt, chỉ là không ngờ Xích Long lại bị giết ngay tại chỗ thế này. Tất cả những người ở đây đều không hiểu vì sao Diệp Lâm lại ra tay trước mặt một đám viện trưởng. Rốt cuộc là có ý gì vậy? Sư phụ, anh, Hoa Quốc Đống cũng rất giật mình. Anh ta không ngờ sư phụ lại quyết đoán như thế, lại còn khiến người ta đoán không ra ý định của mình nữa. Thật là buồn cười. Ban ngày ban mặt mà dám giết người hả? Lúc này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao Dương Sĩ Tuấn vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Diệp Lâm quát mắng. Đối mặt với sự sợ hãi, khó hiểu, nghi ngờ, quát mắng của mọi người, Diệp Lâm hoàn toàn làm lơ. Anh nói với Viện trưởng Trần của Bệnh viện Nhân dân 1. Ông tới kiểm tra xem người chết chưa, có còn cứu được không? Cái gì? Viện trưởng Trần sửng sốt. Tuy rằng viện trưởng Trần làm việc cả đời ở bệnh quen với sống chết có số, nhưng mà đây vẫn là lần đầu ông ta tận mắt thấy cảnh giết người, không hiểu Diệp Lâm có ý gì nên không dám đi lên xem. Mày giết người rồi bảo viện trưởng Trần đi cứu hả? Phó viện trưởng Bệnh viện Nhân dân 2 giận dữ nói, đúng là giả mù sa mưa. Không có tính người. Có điều... Trong đám viện trưởng ở đây vẫn có một hai người lớn gan, coi trọng nguyên tắc cứu người, nên vẫn cố đi lên xem xét thương thế. Sau khi cầm máu cấp cứu, bọn họ đều lắc đầu nói, không cứu được, mất máu quá nhiều rồi, không còn hô hấp và nhịp tim nữa. Phó viện trưởng vội vàng hét lên, mau báo quan đi. Mau bảo quan phủ bắt tên hung thủ giết người trước mắt đi. Đừng để cho cậu ta chạy thoát. Hoa nha nội kìa, cậu ta chính là người của Phủ Thuận Thiên. Nhà nội, mau bắt người đi. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống ngây ngẩn cả người. Bảo anh ta bắt người. Đối phương là sư phụ mình. Cho dù anh ta có đại nghĩa diệt thân thì cũng phải có bản lĩnh đại nghĩa diệt thân mới được. Cậu cứu người hả? Nghe vậy,
Mọi người rất ngạc nhiên và khó hiểu cậu giết người, sau đó đi cứu người. Tạm thời không nói có thể cứu sống hay không, chỉ nói cách làm của cậu như là cởi quần đánh giấm vậy. Mày cứu kiểu gì hả? Mấy viện trưởng kiểm tra người chết lúc nấy giận dữ nói, người ta không còn hô hấp và nhịp tim nữa rồi, chết hẳn rồi, mày cứu kiểu gì nữa? Dùng miệng để cứu hả? Diệp Lâm cầm một viên đan dược từ trên bàn lên, lạnh nhạt nói, đương nhiên là dùng đan dược của tôi cứu rồi. Cái gì? Nghe vậy, mọi người ở hiện trường cực kỳ chấn động. Sau đó, đa số viện trưởng đều không nhịn được mà cười thành tiếng. Mày định dùng mấy viên đan dược này đi cứu sống một người đã chết hả? Buồn cười chết mất, nếu đan dược của mày có thể cứu chết thành sống thì tao sẽ đưa đầu cho mày là bóng để đái. Mày làm tao sợ muốn chết, tao còn tưởng rằng mày giết người là vì muốn ép buộc bọn tao ký hợp đồng gì đó chứ. Hóa ra đây mới là mục đích của mày. Đồ điên, mày đúng là đồ điên, để tao nhìn xem mày dùng mấy viên đan dược cứu một người chết kiểu gì. Mày cho rằng mình có thể cứu sống người chết hả? Trong tiếng nghi ngờ của mọi người, Diệp Lâm lấy một viên đan dược trong ba viên đan dược. Đợi đã, viên đan dược mày vừa lấy là tiểu hỗn nguyên đan gì đó mà. Mày nói là chỉ có thể chữa các chứng bệnh bình thường như là cảm mạo này. Kia! Lúc này, phó viện trưởng nhanh mắt phát hiện manh mối, không nhịn được lên tiếng châm chọc, đừng nói là chính mày cũng không phân ra được loại nào là loại nào rồi ở đó giả vờ là biết rõ nha. Ha ha, xung quanh vang lên tiếng cười. Phó viện trưởng nhìn sang viện trưởng Trần với vẻ khiêu khích, cười nói, ông Trần, đây là thần y mà ông sùng bái đấy hả? Ha ha! Ai ra, viện trưởng Trần rất là bất đắc dĩ, cho rằng cách làm của Diệp Lâm rất điên cuồng. Bởi vì có người nào dùng sự sống chết của một con người đi thử thuốc đâu. Nếu lỡ như thất bại thì sẽ trở thành tội phạm giết người. Lúc này, Diệp Lâm không có sốt ruột đút thuốc cho người chết, mà là dùng tay bóp viên đan dược thành bột mịn. Sau đó bôi lên miệng vết thương trên cổ. Ồ, hóa ra là cầm máu hả? Viện trưởng Trần chợt hiểu ra. Ha ha, dùng một viên đan dược đi cầm máu. Phó viện trưởng cười lạnh, đi lấy bùn đất cầm máu có khi còn tốt hơn cơ đấy. Bất ngờ là máu thật sự ngừng chảy. Diệp Lâm nhẹ nhàng dùng tay chà miệng vết thương, đừng nói là đổ máu, ngay cả miệng vết thương cũng trở nên mờ đến mức gần như không thể thấy được. Mọi người lại gần nhìn kỹ, ai nấy đều rất ngạc nhiên. Cho rằng mình nhìn lầm rồi. Miệng vết thương thật sự lành lại giống như là có kỳ tích xảy ra. Đây chính là hiệu quả của đan dược hả? Viện trưởng Trung Y nhìn ra được chỗ không bình thường của đan dược. Diệp Lâm bình tĩnh nói, tôi mới nói rồi, tiểu hỗn nguyên đan có thể chữa các chứng bệnh nhẹ, kể cả các vết thương. Dù chỉ là chữa bệnh nhẹ, nhưng có thể khiến miệng vết thương nhanh chóng khép lại cũng đã là khó tin lắm rồi. Ít nhất trên thị trường là không mua được loại thuốc như thế. Viện trưởng Trung Y nhìn thấy mà thèm, thậm chí muốn tự chém mình một dao để thử xem hiệu quả thần kỳ của tiểu hỗn nguyên đan. Tiếc là tiểu hỗn nguyên đan chỉ có một viên và đã bị dùng hết. Kìa, lúc này, phó viện trưởng trợn tròn mắt, rồi nhanh chóng hồi hồn từ trong cơn chấn động, nói với vẻ không phục, hừ, có thể cam máu thì sao chứ, người chết cũng chết rồi. Lúc này, đám viện trưởng đều giữ im lặng, đồng thời nhìn về phía hai viên đan dược còn lại ở trên bàn. Bọn họ thầm nghĩ, nếu hai viên đan dược này cũng có hiệu quả thần kỳ giống như tiểu hỗn nguyên đan thì có khi kỳ tích sẽ xảy ra, dù rằng có chút xa vời. Sau đó, Diệp Lâm nhanh chóng cầm lấy viên đại hỗn nguyên đan. Sống hết chết đều phải xem số phận của anh thế nào rồi. Diệp Lâm giết Xích Long là vì anh ta làm trái với quy định của Long Môn. Diệp Lâm cứu Xích Long là vì muốn chứng minh hiệu quả thần kỳ của đan dược trước mặt mọi người. Theo lý mà nói. Đại hỗn nguyên đan không thể cứu sống thành chết. Nhưng mà Xích Long vừa mới chết không bao lâu, có lẽ có cơ hội cứu sống anh ta. Chỉ là phải đánh cược một lần. Sau đó, Diệp Lâm mở miệng Xích Long ra, nhét đại hỗn nguyên đan vào trong miệng anh ta. Xích Long có thể sống lại được không? Hắc Long đứng ở cửa, cảm giác tuyệt vọng mới vừa nảy sinh biến thành hy vọng. Có lẽ là Long Vương đại nhân không định giết anh ta, chỉ muốn cho anh ta một bài học thôi Lam. Long nói, nếu Long Vương đại nhân ra tay thì chắc là còn một chút hy vọng. Cứ tin tưởng Long Vương đại nhân là được rồi, đám người Bạch Long lựa chọn tin tưởng. Giờ phút này, mọi người ở đây đều tập trung nhìn về phía Xích Long. Không biết bọn họ có được chứng kiến kỳ tích là chữa sống người chết hay không? Hừ, làm ra vét phó viện trưởng lắc đầu cười nhạo, mặt mày đều là vẻ không tin và coi thường.
Không chỉ có phó viện trưởng, đa số viện trưởng ở đây đều mang thái độ nghi ngờ. Có điều, cảnh tượng Diệp Lâm dùng đan dược cầm máu lúc nãy thật sự có chút chấn động, mọi người mới thay đổi thái độ từ chờ xem trò cười thành mong đợi kỳ tích xảy ra. Từng giây từng phút trôi qua, đám bác sĩ bắt đầu có chút không kiên nhẫn, cho rằng không có nhiều hy vọng. Hừ, tôi nói rồi mà, sao có thể có loại chuyện chữa sống người chết cơ chứ? Phó viện trưởng khinh thường nói, có khi miệng vết thương cũng chỉ là một thủ thuật che mắt nên mới dễ lành như vậy. Chờ lát nữa đưa thi thể đến bệnh viện nhân dân 2 của chúng tôi kiểm tra là biết ngay thôi. Diệp Lâm thấy Xích Long uống đan dược đã hơn 10 phút rồi mà vẫn không sống lại thì có một chút thất vọng. Xem ra dù là bản thân mình luyện chế đại hồn nguyên đan thì cũng không đạt tới hiệu quả của Hoàn Dương đan. Thất bại rồi hả? Diệp Lâm chưa từ bỏ ý định, định lấy ngân châm ra cứu thử một lần. Có điều, ngay lúc này, một màn không thể tin nổi xuất hiện. Xích Long đột nhiên ho ra một ngụm máu băm, rồi chợt bật dậy thở phì phò. Trời ạ! Mọi người xôn xao hắn lên. Mẹ ơi, xác chết vùng dậy. Cậu ta, là người hay quỷ vậy? Sống lại thật hả? Không thể nào. Đám viện trưởng giật nảy mình, ngạc nhiên đến mức sắp đánh rơi cằm. Xích Long đứng dậy, những người xung quanh ngã phịch xuống. Xích Long sống lại dọa khá nhiều người nhát gan. Sao, sao có thể chứ? Phó viện trưởng trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy thế giới quan của mình sắp tan vỡ rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ông ta sẽ không tin tưởng mọi chuyện vừa mới xảy ra. Bởi vì vết máu trên mặt đất còn chưa khô, người bị cắt cổ chết rồi, bây giờ lại kỳ tích mà sống lại. Kỳ tích, đây chính là kỳ tích trong lịch sử y học, giờ phút này đủ để ghi vào sách sử. Viện trưởng Trần kích động đến mức run rẩy cả người. Tuy rằng ông ta từng thấy Diệp Lâm cứu sống ông Triệu, nhưng mà ông ta biết rõ đây là hai loại trường hợp khác nhau. Bởi vì ông Triệu đột nhiên phát bệnh, còn người đàn ông trước mặt là bị cắt cổ chết, rất khó có thể cứu sống được. Mấy viện trưởng khác đều nghẹn họng nhìn chằm chằm, không còn lời gì để nói nữa. Bọn họ cùng nhìn về phía Diệp Lâm, không biết Diệp Lâm là thần thánh phương nào. Tôi bị sao vậy? Xích Long nhìn xung quanh rồi nhìn xuống bản thân mình, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Ký ức của anh ta còn dừng lại một giây bị cắt cổ, anh ta cho rằng mình đã chết, nào ngờ lại quay về hiện trường bị giết. Nếu không phải vết máu trên mặt đất còn chưa khô thì anh ta thậm chí nghĩ ngờ chuyện hôm nay bị bắt và bị giết chỉ là một cơn ác mộng. Xích Long, quả nhiên là anh còn sống. Ha ha, xem như anh mạng lớn, tôi còn tưởng rằng anh chết thật rồi. Còn không mau cảm ơn Long Vương Đại Nhân đi, là Long Vương Đại Nhân cứu sống anh, nếu không anh đã là một thi thể rồi. Bây giờ anh biết sự lợi hại của Long Vương Đại Nhân chưa? Đám người Hắc Long lập tức xông lên vây quanh Xích Long, cảm thấy rất vui mừng thì anh ta chết mà sống lại. Đồng thời, bọn họ càng thêm kính sợ Long Vương hơn nữa. Bởi vì Long Vương có thể cứu sống người chết thật sự là giống như là thần tiên hạ phàm. Sư phụ, anh ghê gớm quá đi. Hoa Quốc Đống đứng phía sau Diệp Lâm tận mắt nhìn thấy tất cả, xem như bị thuyết phục hoàn toàn, còn có chấn động đến đỉnh điểm. Hoa Quốc Đống đi theo Diệp Lâm lâu rồi, từng thấy anh giết người như ma, muốn giết một người là rất dễ dàng, nhưng muốn cứu sống một người là rất khó khăn, bởi đây là chuyện vượt qua năng lực của con người. Ngay cả người chết cũng có thể cứu sống. Sư phụ, còn có chuyện gì là anh không biết nữa không? Hoa Quốc Đống cảm thán liên tục. Giờ phút này, mọi người ở đây đều chấn động với việc Diệp Lâm cứu sống Xích Long. Diệp Lâm nói với Xích Long, anh làm trái với quy củ, tôi đã giết chết anh một lần, sau này Long Môn không còn Xích Long nữa, anh có thể đi rồi. Sống chết có số, Xích Long mạng lớn sống lại, Diệp Lâm cũng bằng lòng cho anh ta một con đường sống, để anh ta đi. Có điều, Xích Long nghĩ nghĩ một lát rồi lùi ra đứng chung với đám người Hắc Long, không có vội vã đi ngay. Diệp Lâm mặc kệ tên tính tình bướng bỉnh kia, ngược lại lên tiếng hỏi đám viện trưởng ở đây, bây giờ các vị còn gì để nói nữa không? Có thấy được sự lợi hại của Trung Y chưa? Nghe vậy, mọi người đều im lặng không nói. Bọn họ vừa khâm phục lại vừa xấu hổ. Khâm phục y thuật của Diệp Lâm đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, giống như là thần tiên vậy. Còn xấu hổ là vì bọn họ vừa mới châm chọc cười nhạo thần y, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Sao? Sao cậu có thể làm được vậy? Viện trưởng Trung Y không nhịn được mà lên tiếng hỏi, vì sao tôi đọc sách y cả đời cũng chưa từng thấy hỗn nguyên đan gì đó? Diệp Lâm mỉm cười, đại hạ trên dưới 5.000 năm, có rất nhiều thứ ông chưa biết được, sau này đi theo tôi học cho tốt.
Diệp Lâm mới hơn 20 tuổi, lại đi nói với một vị viện trưởng hơn 80 tuổi là sau này đi theo tôi học hỏi. Nếu bình thường có người nói như vậy thì đã bị phun nước bọt cho chết chìm luôn rồi. Có điều hiện giờ, đám viện trưởng ngoan ngoãn như là thỏ con, ai nấy đều nhịn nhục, không dám lên tiếng cãi lại. Bởi vì bọn họ thật sự muốn đi theo người ta học hỏi. À phải rồi, Diệp Lâm chợt nhớ một chuyện, lúc nấy ai nói nếu tôi có thể chữa sống người chết thì sẽ đưa đầu cho tôi làm bóng đá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.